Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 2. Gián tiếp giết người. Dương Bách Xuyên lạnh lùng nhìn Vương Minh, nếu không có sự ràng buộc của pháp luật thì anh đã đấm chết kẻ cặn bã như vậy từ lâu rồi. Một người đàn ông sống dựa vào phụ nữ thì không phải đàn ông, tức giận hơn nữa là những kẻ có thể nói ra câu bán con gái ruột của mình thì chính là súc vật. Vương Minh là một con bạc, Dương Bách Xuyên đã thấy rất nhiều con bạc. Mặc dù một số con bạc coi cờ bạc như mạng sống của họ, nhưng họ kiên định với lời nói của mình và có nguyên tắc của riêng mình, còn Vương Minh này không giống họ, hắn ta không có nguyên tắc cơ bản nào cả, chính là kẻ cặn bã. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm Vương Minh một hồi, lại phát hiện ra vấn đề khác, nhìn sắc mặt của tên cặn bã này hình như hắn ta đang hút ma túy, chẳng trách hắn lại gầy như que củi, cờ bạc, ma túy như thế này thì vô phương cứu chữa. Nếu U Dương Ngọc Thanh không cắt đứt quan hệ với hắn ta, nói không chừng ngày nào đó cũng sẽ bị Vương Minh giết chết, thậm chí chuyện bán con gái của mình hắn ta cũng làm được. Nghiện cờ bạc kết hợp với nghiện ma túy, hắn ta lại là người không có ý chí, có thể tưởng tượng ngày nào đó khi hắn ta không có tiền để đánh bạc và hút ma túy thì còn chuyện gì hắn ta không thể làm. Khi đó, U Dương Ngọc Thanh sẽ gặp nguy hiểm, đây là điều mà Dương Bách Xuyên không muốn nhìn thấy. Ngay khi Dương Bách Xuyên đánh Vương Minh xong, lúc anh đang suy nghĩ thì Vương Minh mới kịp phản ứng lại, hắn ta nhìn thấy Dương Bách Xuyên còn trẻ nên không hề sợ hãi, ngược lại còn mở miệng chửi rủa cậu là tên gian phu từ đâu tới. Dám đánh ông đây sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Vừa nói, Vương Minh vừa lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn U Dương Ngọc Thanh hung hăng chửi thề, đồ khốn kiếp, thảo nào ngay từ đầu cô đã muốn ly hôn với tôi, hóa ra là nuôi tình nhân bên ngoài. Đôi gian dâm phụ này chờ đấy cho ông đây sẽ giết chết các người. Anh ta bắt đầu gọi điện thoại, có vẻ như đang tìm người đến để thu thập Dương Bách Xuyên. Hạng người này không biết làm gì khác ngoài việc dựa dẫm vào người khác, vậy nên Dương Bách Xuyên chắc chắn rằng hắn ta sẽ gọi mấy tay xã hội đến đây. Đừng hỏi Dương Bách Xuyên có sợ hay không, anh làm sao có thể để cho hắn ta đạt được mục đích của mình. Nghe những lời chửi rủa của Vương Minh, đôi mắt của Dương Bách Xuyên nheo lại. Giờ phút này trong nội tâm anh xuất hiện ý định giết người. Mặc dù anh không thể giết người một cách trắng trợn, nhưng với tư cách là truyền nhân của tán tiên, có trong tâm trí anh có hàng ngàn cách để thu thập một tên cặn bã bình thường này, đặc biệt là bây giờ Dương Bách Xuyên đã tu luyện đến tầng thứ nhất của luyện khí kỳ, trong cơ thể có một luồng chân khí thoát ra. Đoạt lại điện thoại di động trong tay Vương Minh, ngay trước mặt hắn ta dùng sức bóp một cái, điện thoại di động nát bét. Sau đó Dương Bách Xuyên nheo mắt nói, xem ra anh vẫn chưa hiểu rõ tình huống bây giờ nhỉ. Như vậy thì để tôi làm cho anh thanh tỉnh một chút, càng thanh tỉnh sẽ càng nhớ lâu. Giờ phút này Vương Minh liền cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, hắn ta đứng đậy định đấm Dương Bách Xuyên một cú, hắn ta nghĩ ra tay trước thì sẽ chiếm được lợi thế. Đáng tiếc, đối mặt với hắn ta là truyền nhân của tán tiên Dương Bách Xuyên. Một gã quanh năm hút ma túy thì có thể đánh được ai? Dương Bách Xuyên có đứng yên để cho hắn ta đánh thì hắn ta cũng không thể làm bị thương Dương Bách Xuyên được. Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, đưa tay nắm lấy cổ tay Vương Minh, dùng lực một chút. Rắc rắc. A Vương Minh kêu gào thảm thiết, sắc mặt tái mét, toàn thân mềm nhũn sụi lơ ngồi trên mặt đất kêu rên. Ngay khi đang nắm lấy cổ tay Vương Minh, Dương Bách Xuyên truyền một lượng chân khí vào cơ thể hắn ta, phong bế kinh mạch của hắn ta, Dương Bách Xuyên biết hậu quả của việc làm này. Sau này Vương Minh sẽ chỉ bị bệnh, kinh mạch không thông, hắn ta chỉ có thể ở đó chờ chết. Dùng chân khí giết người là cách giết người trong vô hình, sẽ không chết ngay lập tức, nhưng sẽ chết từ từ. Tất nhiên, Dương Bách Xuyên chỉ phong ấn kinh mạch của Vương Minh, anh không giết hắn ta, nhưng có thể coi như là gián tiếp giết người. Dương Bách Xuyên không hối hận vì đã cho Vương Minh một hình phạt khủng khiếp như vậy, trong lòng cũng không cảm thấy tội lỗi. Thế giới này thiếu một Vương Minh có nghĩa là ít thiếu đi một tên gây tai họa, nhưng có thể cứu sống U Dương Ngọc Thanh và con của cô ấy, Dương Bách Xuyên nghĩ đó là một việc tốt. Bất chi bất giác, Dương Bách Xuyên phát hiện ra rằng sau khi anh gặp được sư phụ, nhận được bình càn khôn và tu chân thì suy nghĩ của anh đã thay đổi rất nhiều. Trước đây anh ít nói và rụt rè, nhưng bây giờ anh tự tin, rộng rãi và lãnh đạm với mọi thứ xung quanh. Phong bế kinh mạch của Vương Minh là như thế nào? Dương Bách Xuyên rất rõ ràng, nó có nghĩa là gián tiếp giết chết hắn ta, nhưng trong lòng anh vẫn rửng rưng, đây là sự thay đổi lớn nhất trong suy nghĩ của anh. Vương Minh nằm trên mặt đất ôm cánh tay kêu gào thảm thiết,
Dương Bách Xuyên không có thương hại chút nào, mặt không cảm xúc hỏi con của cô U Dương ở đâu. Tôi chỉ hỏi anh một lần, tốt nhất là anh nên trả lời tôi. Trả lời cái con mẹ cậu, có gan thì giết tôi đi. Vương Minh vừa thở vừa chửi rủa. Rắc rắc. Dương Bách Xuyên giẫm vào chân Vương Minh, chân hắn ta bị đạp gãy xương. A Vương Minh hét lên như heo bị chọc tiết, liếc nhìn ánh mắt thờ ơ của Dương Bách Xuyên, Vương Minh không khỏi rùng mình. Đừng tưởng rằng tôi không dám giết anh, có nói không? Nếu không, tôi sẽ bóp nát hai quả bóng của anh. Dương Bách Xuyên gầm lên khiến Vương Minh run lẩy bẩy, hắn ta sợ. Hắn ta chưa từng thấy một người nào ghê gớm như vậy, đặc biệt đây còn là một sinh viên đại học. U Dương Ngọc Thanh hoàn toàn ngây người, hình như cô ấy đã bị bộ dạng tàn nhẫn của Dương Bách Xuyên hù dọa, trong lòng thầm nghĩ, đây có còn là học trò của mình không? Một Dương Bách Xuyên lầm lì và thu mình, ít khi tham gia hoạt động của lớp không? U Dương Ngọc Thanh sững sờ một lúc. Sau khi phản ứng lại, cô ấy sợ Dương Bách Xuyên không nhịn được. Không nhịn được sẽ giết Vương Minh liền muốn tiến lên ngăn cản. Cô ấy không muốn Dương Bách Xuyên cuộc sống của Dương Bách Xuyên bị hủy hoại vì mình. Cô ấy vừa cảm động vừa sợ hãi. Ngay khi U Dương Ngọc Thanh định lên tiếng, Vương Minh đã hoàn toàn bị Dương Bách Xuyên làm cho choáng váng liền mở miệng cầu xin tha thứ, đừng tôi nói, nhạc nhạc ở nhà của dì tôi. Dương Bách Xuyên quay đầu lại đối mặt với U Dương Ngọc Thanh, anh ta nói, cô U Dương, cô có biết gì của anh ta không? Gọi điện thoại hỏi xem sao. U Dương Ngọc Thanh định ngăn cản Dương Bách Xuyên thì nghe thấy tin tức của con gái, cô ấy vội vàng gật đầu, cô biết. Cô sẽ gọi điện hỏi ngay bây giờ. Cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Dương Bách Xuyên dừng tay lại, cô ấy lấy điện thoại di động ra và gọi. Dương Bách Xuyên nghe thấy U Dương Ngọc Thanh đang nói chuyện với một người lớn tuổi, có vẻ như U Dương Ngọc Thanh và dì Vương Minh có mối quan hệ tốt đẹp, cũng không bởi vì chuyện ly hôn mà trở nên xa lạ. Dì của Vương Minh trong điện thoại còn hỏi đã xảy ra tình chuyện gì, bà ấy còn nói cho U Dương Ngọc Thanh biết nhạc nhạc vẫn ổn, để cô ấy không phải lo lắng. Cúp điện thoại, U Dương Ngọc Thanh liếc nhìn Vương Minh trên mặt đất sau đó nhìn Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên biết cô đang nghĩ gì về việc giải quyết chuyện của Vương Minh như thế nào, suy nghĩ một chút nói, cô U Dương, làm ơn gọi cảnh sát đi để cảnh sát xử lý, sau này hắn ta sẽ không thể lợi dụng điểm yếu của cô để tống tiền cô nữa. Khi Dương Bách Xuyên nói xong, sắc mặt của Vương Minh trên mặt đất thay đổi rất nhiều, hắn ta nhìn U Dương Ngọc Thanh cầu xin, Ngọc Thanh đừng gọi cảnh sát. Anh hứa sau này sẽ không tìm em nữa, anh xin thề đây là lần cuối cùng. Người anh em này xin hãy tha cho tôi lần này, van cầu các người. Hừm. Dương Bách Xuyên đá thẳng vào sau ót Vương Minh khiến hắn ta ngất xỉu, anh sợ U Dương Ngọc Thanh sẽ mềm lòng. Trước mắt giao Vương Minh cho cảnh sát là lựa chọn tốt nhất. Hắn cũng hiểu tại sao Vương Minh lại như vậy. Hắn ta là một người đàn ông, nếu để cảnh sát tra ra được hắn ta hút ma túy thì coi như xong đời. Nên hắn ta mới van xin nhưng Dương Bách Xuyên không cho hắn ta cơ hội. Hắn ta, U Dương Ngọc Thanh nhìn Vương Minh trên mặt đất lên tiếng. Cô yên tâm, em chỉ đánh anh ta ngất xỉu thôi, vì tên cặn bã này mà mang tội danh giết người, em sẽ không ngốc như vậy đâu, em chỉ muốn dọa hắn ta thôi. Dương Bách Xuyên giải thích. Dương Bách Xuyên gật đầu một cái, mặt đầy căm ghét nhìn Dương Bách Xuyên, bấm điện thoại báo cảnh sát. Sau khi cúp điện thoại thì gương mặt U Dương Ngọc Thanh cuối cùng cũng giãn ra, nhìn về phía Dương Bách Xuyên, cảm ơn em mà này, tại sao em lại xuất hiện ở đây? Biểu cảm của U Dương Ngọc Thanh rất cổ quái. Và Dương Bách Xuyên cũng nói thật, sinh viên mà lại xuất hiện ở nơi này cứu người, bảo trùng hợp cũng không ai tin. Cô U Dương, khi cô ở hành lang nói chuyện với tên cặn bã này em đã vô tình nghe thấy, em lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện nên đã lặng lẽ đi theo, cô đừng suy nghĩ nhiều. Em không cố ý theo dõi cô, mấy năm nay cô giúp em quá nhiều nên em chỉ muốn báo đáp cô thôi. Lời của Dương Bách Xuyên nửa thật nửa giả. Trong ánh mắt U Dương Ngọc Thanh lóe lên chút cảm động, thở dài nói, làm sao trách em được, nếu hôm nay không có em thì cô cũng không biết phải làm sao, cảm ơn em. Trong khi đợi cảnh sát đến, U Dương Ngọc Thanh đã kể cho Dương Bách Xuyên về cuộc hôn nhân bất hạnh của mình. Sau lời kể của U Dương Ngọc Thanh, Dương Bách Xuyên biết được cuộc hôn nhân của cô ấy với Vương Minh thực ra là do hai gia đình sắp đặt. Lúc bấy giờ, gia đình Vương Minh làm ăn khấm khá, được coi là con nhà giàu, mẹ của U Dương Ngọc Thanh cũng coi trọng gia cảnh nhà họ Vương. Sau khi hai bên hẹn gặp nhau, Vương Minh đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của U Dương Ngọc Thanh, U Dương Ngọc Thanh cũng bị mẹ ép,
công thêm Vương Minh theo đuổi điên cuồng nên sau đó cô ấy đã đồng ý. Ngay sau đó hai người kết hôn, U Dương Ngọc Thanh mang thai, không lâu sau công việc kinh doanh của nhà họ Vương bị phá sản, Vương Minh lại là một tay ăn chơi, tinh thông mọi thứ, ăn uống, mại dâm, cờ bạc. Sau khi Hoa Hoa công tử này cảm thấy U Dương Ngọc Thanh không còn mới mẻ liền không để ý tới cô ấy nữa, hắn ta còn đưa những người phụ nữ khác về nhà trước mặt U Dương Ngọc Thanh. Công việc kinh doanh của nhà họ Vương thất bại, Vương Minh cờ bạc, thua mất tất cả tài sản, U Dương Ngọc Thanh ly hôn với Vương Minh sau khi đứa con chào đời. Vương Minh đánh bạc cũng khiến ba mẹ hắn ta khó chịu, không có tiền, anh ta chuyển sự chú ý sang vợ cũ là U Dương Ngọc Thanh, thường xuyên lợi dụng điểm yếu của U Dương Ngọc Thanh để đe dọa cô ấy. Trong vòng 2 năm sau khi ly hôn hắn ta ngày càng quá đáng. Hôm nay là lần nghiêm trọng nhất, Vương Minh bí mật đón đứa trẻ rồi tống tiền cô ấy. Sau khi hai người nói chuyện xong thì cảnh sát cũng đến. Sau khi lên đồn công an ghi chép xong, Dương Bách Xuyên đi cùng với U Dương Ngọc Thanh đi đón con gái cô ấy. Kết cục của Vương Minh đã được định trước, hắn ta là một người nghiện ma túy, còn nằm trong đường dây buôn bán ma túy. Dù Dương Bách Xuyên không phong bế kinh mạch của hắn ta thì hắn ta cũng sẽ sống phần đời còn lại trong tù. Dì của Vương Minh sống ở ngoại ô, Dương Bách Xuyên thì không lên lầu đón đứa trẻ cùng U Dương Ngọc Thanh mà chờ ở dưới lầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mấy phút sau thấy U Dương Ngọc Thanh đi xuống, cô ấy đang ôm một bé gái 3 tuổi trên tay, cô bé đã ngủ rồi. Dương Bách Xuyên xuống xe đưa U Dương Ngọc Thanh và con gái của cô ấy về nhà. Anh định ra về thì trời bắt đầu đổ mưa. Vì vậy anh phải xuống xe để giúp U Dương Ngọc Thanh ôm bé gái trở về. U Dương Ngọc Thanh ôm đứa trẻ đang ngủ, cánh tay đau nhức nên cô ấy cũng không từ chối. Quãng đường hơn 100 mét, quần áo hai người đều ướt sũng, nhất là Dương Bách Xuyên, để tránh cho đứa trẻ bị ướt anh phải cúi xuống bước đi, đến cả quần cũng ướt sũng. Về đến nhà U Dương Ngọc Thanh, cô bế đứa trẻ vào phòng ngủ, vài phút sau cô bước ra, Dương Bách Xuyên sững sờ. Anh không ngờ U Dương Ngọc Thanh lại nói câu này với anh khiến tim anh đập nhanh hơn. Cô ấy nói, em cởi quần áo ra đi. Hả? Dương Bách Xuyên nghe được những lời này của U Dương Ngọc Thanh trong nháy mắt liền mông muội, cái này không được đâu. Anh đỏ mặt. Mà U Dương Ngọc Thanh thấy mặt Dương Bách Xuyên đỏ bừng cũng kịp nhận ra là mình đã không nói rõ ràng. Cô ấy lại nói, ý cô là em cởi ra cô giúp em hong khô, quần áo ướt hết rồi mặc sẽ bị cảm lạnh, để cô tìm quần áo cho em. Nói xong lại xoay người vào phòng ngủ, một lát sau liền đi ra, trong tay là áo choàng tắm màu hồng, nhìn là biết áo choàng của phụ nữ, hơn nữa chính là áo choàng tắm của cô ấy. Cô không có quần áo của đàn ông, chỉ có cái áo choàng này chắc em có thể mặc vừa, em cởi quần áo ra cô hong khô giúp cho. Vừa nói chuyện cô ấy vừa đưa áo choàng tắm cho Dương Bách Xuyên. Lúc này Dương Bách Xuyên vô cùng lúng túng, anh tắm ở nhà Âu Dương Ngọc Thanh, còn mặc áo choàng tắm của cô ấy. Cái này cũng hơi khó xử phải không? Anh liên tục lắc đầu, cô Âu Dương, không cần đâu, không cần, em về phòng thay là được mà. Dương Bách Xuyên đỏ mặt liên tục xua tay. Nhưng Âu Dương Ngọc Thanh bày ra dáng vẻ nghiêm túc nói, cô không sợ thì em sợ cái gì? Hơn nữa em là học trò, cô là giảng viên, em ở trong mắt cô chỉ là một đứa con nít mà thôi, bên ngoài mưa to như vậy làm sao em về được? Ngoan, đi tắm rồi thay quần áo đi. Hôm nay nếu không có em thì cô cũng không biết phải làm thế nào, chẳng lẽ lại để cho em bị cảm trong nhà cô à? Nghe được những lời của Âu Dương Ngọc Thanh, Dương Bách Xuyên rất muốn nói một câu, em cũng 21 rồi, không phải là con nít, nhưng cũng không dám nói ra. Đối mặt với U Dương Ngọc Thanh thì sức miễn dịch của anh giảm xuống nghiêm trọng, anh theo bản năng nhận lấy áo choàng tắm từ tay của Âu Dương Ngọc Thanh. Nhưng sau khi nhận thì lại cảm thấy có gì đó không đúng, anh là một người đàn ông. Không nên mặc áo choàng tắm của Âu Dương Ngọc Thanh, cũng không nên tắm ở nhà cô ấy. Nhưng Âu Dương Ngọc Thanh lại nói, mau đi đi, tắm xong cô sẽ nấu cho em một tô mì nóng để xua tan cái lạnh. Quen với việc nghe lời giảng viên trong lớp học, Dương Bách Xuyên bất chi bất giác bước vào phòng tắm. Sau khi định thần lại, anh nhìn chiếc áo choàng tắm màu hồng trên tay mình và cười khổ, cái này gọi là gì. Ngay sau đó anh cũng không xoắn suýt nữa. Dù sao thì anh cũng đã vào rồi nên không thể ra ngoài nữa đúng không? Bây giờ anh không còn tự ti như ngày xưa nữa, dứt khoát liền cởi hết quần áo trên người và bắt đầu tắm. Thành thật mà nói, quần áo ướt sũng thực sự rất rất khó chịu. Phòng tắm của U Dương Ngọc Thanh không lớn,
có một bồn tắm riêng trong góc. Khi Dương Bách Xuyên bước tới, anh thấy một bộ đồ lót màu đen treo bên ngoài phòng tắm nhất thời khiến anh miệng khô lưỡi đắng, vội vàng tự nhủ với lòng mình, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, tôi không thấy gì hết. Anh bước vào phòng tắm với khuôn mặt đỏ bừng, quần áo lót của Âu Dương Ngọc Thanh khiến anh cảm thấy nóng hết cả người. Anh không dùng nước nóng mà xối thẳng nước lạnh lên người, nhanh chóng tắm xong đi ra ngoài. Khoác lên người chiếc áo choàng tắm màu hồng của Âu Dương Ngọc Thanh, một mùi nước hoa thoang thoảng trong lỗ mũi khiến Dương Bách Xuyên say mê. Sau khi đẩy cửa ra, Dương Bách Xuyên thấy Âu Dương Ngọc Thanh đang ở trong bếp, thấy Dương Bách Xuyên đi ra, cô ấy nói, em ở phòng khách đợi một lát, mì sắp được rồi. Bôn ba một ngày, Dương Bách Xuyên hỏi ngửi thấy mùi thơm từ nhà bếp liền cảm thấy đói, nói cảm ơn một tiếng rồi ngồi ở phòng khách chờ. Vài phút sau, Âu Dương Ngọc Thanh bưng cho Dương Bách Xuyên một bát mì nóng hổi, ăn nhanh đi. Cảm ơn cô, Dương Bách Xuyên không khách sáo, bưng bát lên và ăn một miếng to. Âu Dương Ngọc Thanh cười nhẹ, em ăn trước đi, cô đi tắm và hong khô quần áo cho em. Nói xong, cô ấy cởi tạp dề bước vào phòng tắm. Nhưng Dương Bách Xuyên đột nhiên nhớ ra thứ đồ lót trong phòng tắm, trong lòng thấp thỏm, anh thầm nói, nếu cô Âu Dương đi vào nhìn thấy thì phải làm sao? Không sao, mình sẽ giả vờ như mình không biết. Sau khi Âu Dương Ngọc Thanh bước vào phòng tắm thì nhìn thấy đồ lót của mình chưa cất đi liền nghĩ đến việc Dương Bách Xuyên nhìn thấy quần lót của cô ấy được treo bên trong phòng tắm riêng. Ngay lập tức, Âu Dương Ngọc Thanh mặt đỏ tới tận mang tai, toàn thân run rẩy bước vào phòng tắm. Trong phòng khách Dương Bách Xuyên ăn xong một tô mì nóng thì cảm thấy thoải mái hơn nhiều, anh tựa vào sofa quan sát nhà của Âu Dương Ngọc Thanh. Ngôi nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách được bài trí rất ấm cúng, tông chủ đạo là màu xanh. Tạo cho người nhìn cảm giác vô cùng thoải mái. Qua kính, Dương Bách Xuyên thấy bên người vẫn mưa xối xả, dường như trời sẽ không tạnh trong chốc lát, màn đêm buông xuống, một ngày trôi qua thật nhanh. Dương Bách Xuyên nghĩ đợi Âu Dương Ngọc Thanh đi ra thì tìm một chiếc ô là có thể trở về. Quần áo ướt về nhà có thể thay, dù sao với thể lực hiện tại của anh sẽ không dễ bị cảm lạnh đâu. Tuy nhiên, vào lúc này, phòng ngủ chính vang lên một tiếng kêu, mẹ. Đó là giọng nói của con gái Âu Dương Ngọc Thanh. Nhìn phòng tắm đang đóng chặt cửa, Dương Bách Xuyên biết Âu Dương Ngọc Thanh không thể ra ngoài ngay được, vì vậy anh đứng dậy vào phòng ngủ để xem đứa trẻ. Mở cửa phòng ngủ, có một mùi thơm thoang thoảng truyền tới mũi anh, con gái của Âu Dương Ngọc Thanh đang ngồi trên giường gọi mẹ. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên đi vào và cô bé ngừng gọi, nhìn Dương Bách Xuyên với ánh mắt tò mò, Dương Bách Xuyên nở một nụ cười và bước đến, nhạc nhạc. Mẹ em đang tắm, anh có thể chơi với em được không? Chú là ai? Sao chú biết tên cháu là Nhạc Nhạc? Gọi là anh, chú, à không, anh là học trò của mẹ em, anh tên là Dương Bách Xuyên, chúng ta làm quen với nhau nhé, em có thể nói cho anh biết em tên là gì được không? Chú cao như vậy cháu sẽ gọi chú, cháu là Âu Dương Nhạc, chú có thể gọi cháu là Nhạc Nhạc, năm nay cháu 3 tuổi rưỡi. Giọng nói như sữa của Nhạc Nhạc tràn đầy sự ngây thơ và dễ thương. Được rồi, ừ thì gọi là chú, miễn Nhạc Nhạc vui là được. Dương Bách Xuyên ngồi ở mép giường, ôm Âu Dương Nhạc vào trong ngực. Sau khi tu luyện chân khí thì trên người anh có một lực tương tác từ thiên nhiên, lực này khiến anh hấp thụ linh khí của đất trời, cho nên con nít rất ỷ lại anh, không ngừng nói chuyện với anh. Mà Dương Bách Xuyên cũng thích một đứa trẻ như Nhạc Nhạc, cho cô bé bóp mặt. Nhéo lỗ tai thì cô bé đều cười. Rất nhanh trong phòng ngủ liền tràn đầy tiếng cười của con nít. Sau khi tắm rửa xong, U Dương Ngọc Thanh cầm trên tay quần áo của Dương Bách Xuyên bước ra khỏi phòng tắm, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái của con gái và Dương Bách Xuyên trong phòng ngủ, trong lòng không khỏi ấm áp. Bước vào phòng ngủ, cô ấy nhìn thấy Dương Bách Xuyên đang ôm con gái và trêu chọc cô bé, có vẻ như con gái cô ấy đang rất vui vẻ. Âu Dương Ngọc Thanh đã 3 tháng rồi không thấy con gái mình vui như vậy. Một ngày 3 tháng trước cô ấy đón con gái từ lớp mẫu giáo trở về, cô bé đột nhiên hỏi, mẹ ơi ba đâu? Tất cả những bạn khác đều có ba, nhưng Nhạc Nhạc không có, Nhạc Nhạc cũng muốn có ba. Một câu nói này khiến Âu Dương Ngọc Thanh đau lòng rất lâu. Bây giờ thấy Dương Bách Xuyên chơi đùa với con gái mình như một bức tranh ba còn ấm áp. Nếu cậu ta là ba của Nhạc Nhạc thì tốt biết bao. Âu Dương Ngọc Thanh không kìm được mà nói ra những lời này, sau đó lắc đầu tự nguyền rủa bản thân với khuôn mặt đỏ bừng, Âu Dương Ngọc Thanh, mày đang nghĩ gì vậy? Dương Bách Xuyên là học trò của mày, chỉ mới 21 tuổi, mày đã 28 tuổi rồi,
thật quá nực cười. Rất khổ sở mới có thể loại bỏ suy nghĩ hoang đường trong đầu mình, Âu Dương Ngọc Thanh định đi vào phòng ngủ nhưng không ngờ rằng con gái cô đột nhiên nói với Dương Bách Xuyên, chú Xuyên, chú có thể làm ba của Nhạc Nhạc được không? Những bạn khác ở trường mẫu giáo đều có ba, Nhạc Nhạc không có ba, Nhạc Nhạc cũng muốn có ba. Âu Dương Ngọc Thanh đứng ở cửa cả người liền chấn động, cô ấy cảm thấy những lời của con gái mình quá ngây thơ, theo bản năng liền muốn đi vào dạy dỗ con một chút, nhưng cô ấy cũng muốn biết Dương Bách Xuyên sẽ nói gì, một loại ưu tư vô hình quấn quýt trong đầu Âu Dương Ngọc Thanh. Lời nói của Nhạc Nhạc không chỉ khiến Âu Dương Ngọc Thanh cảm thấy ngớ ngẩn và ngây thơ, mà chính Dương Bách Xuyên cũng sắp nhảy dựng lên. Nhưng trong một khoảnh khắc anh nhìn thấy sự khát vọng trong ánh mắt Nhạc Nhạc thì trong lòng anh liền hiểu. Cho dù có phải nói một lời nói dối có thiện ý thì anh cũng không thể để cho cô bé thất vọng. Vì vậy, Dương Bách Xuyên đã mỉm cười và nói, được rồi, sau này chú sẽ là ba của Nhạc Nhạc. Ồ, thật tuyệt, Nhạc Nhạc có ba rồi, quá tốt rồi. Nhạc Nhạc vui vẻ đứng dậy khỏi vòng tay của Dương Bách Xuyên, nhảy lên giường, chớp mắt liền thấy mẹ đang đứng ở ngoài cửa, hưng phấn nói, mẹ, mẹ, Nhạc Nhạc có ba rồi. Một đứa trẻ ngây thơ không biết tiếng ba này có ý nghĩa như thế nào, chỉ biết có ba sẽ rất vui vẻ. Khi Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng Nhạc Nhạc gọi mẹ, mặt anh đột nhiên nóng bừng, quay đầu lại thì thấy Âu Dương Ngọc Thanh đang đi vào, anh xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Không cần nghĩ cũng biết Âu Dương Ngọc Thanh đã nghe thấy hết những lời mình vừa nói. Mà Âu Dương Ngọc Thanh nghe thấy Dương Bách Xuyên trả lời câu hỏi của con gái mình thì đột nhiên vui vẻ. Cô ấy bước vào phòng đối mặt với Dương Bách Xuyên, mặt cô ấy cũng đỏ ửng. Cô Âu Dương, em xin lỗi, em vừa nãy là vì, Dương Bách Xuyên muốn giải thích một chút. Vốn cho là Âu Dương Ngọc Thanh sẽ trách anh, nhưng không ngờ Âu Dương Ngọc Thanh lại mở miệng nói, cô biết, cô cảm ơn em. Một câu nói này khiến Dương Bách Xuyên yên tâm. Sau đó, Dương Bách Xuyên thay quần áo muốn rời đi nhưng Nhạc Nhạc gào khóc không để cho anh đi. Trong miệng còn nói, con muốn ba mẹ ngủ cùng con. Trong lòng Dương Bách Xuyên mồ hôi chảy đầm đìa, thầm nghĩ, con nít cái gì cũng dám nói nhỉ. Ba mẹ phải ngủ cùng cô bé. Người ba này chính là anh. Đây là, để cho mình và mẹ cô bé ngủ cùng một giường sao. Điều này là hoàn toàn không thể, ngay cả khi anh ấy muốn, Âu Dương Ngọc Thanh cũng sẽ không đồng ý. Dương Bách Xuyên đã suy nghĩ rất nhiều trong lòng. Nhưng sau đó anh cảm thấy đầu óc mình không thể tiêu hóa được những lời nói từ miệng của Âu Dương Ngọc Thanh phát ra. Chỉ thấy Âu Dương Ngọc Thanh đỏ mặt nói, em, tối nay em đừng đi có được không? Dù sao mưa cũng không thể tạnh ngay được, giúp cô chuyện này được không? Cô không muốn làm con bé thất vọng. Nhưng những lời kế tiếp thốt ra từ trong miệng Âu Dương Ngọc Thanh khiến Dương Bách Xuyên có chút không hiểu được. Chỉ thấy sắc mặt Âu Dương Ngọc Thanh đỏ bừng nói, đêm nay, em có thể không đi được không? Dù sao mưa bên ngoài cũng không thể tạnh ngay được, em ở lại chơi cùng Nhạc Nhạc được không, cô không muốn làm con bé thất vọng. Đại não Dương Bách Xuyên nổ bùm một cái, lập tức ngừng trệ. Anh không ngờ cô ấy vì chiều con gái mà đồng ý muốn anh ở lại. Ba Xuyên, ba ở lại kể chuyện cổ tích cho con nghe có được không? Ánh mắt Nhạc Nhạc mang theo mong chờ nhanh chóng kéo Dương Bách Xuyên trở lại với hiện thực. Sau đó anh mới chậm chạp phản ứng lại, được. Hai mẹ con Âu Dương Ngọc Thanh cùng cười. Đêm xuống, Nhạc Nhạc nằm ở vị trí giữa giường, Dương Bách Xuyên nằm ở bên trái, Âu Dương Ngọc Thanh nằm bên phải. Anh bắt đầu chậm rãi kể chuyện cho con bé. Những chuyện cổ tích này đối với Dương Bách Xuyên mà nói một chút cũng không khó, thậm chí anh có thể kể một hơi ba ngày liền vẫn không hết chuyện. Âu Dương Ngọc Thanh nghiêng mặt, qua sườn má trộm nhìn Dương Bách Xuyên đang nghiêm túc kể chuyện. Thấy con gái cười đến vui vẻ, lòng cô cũng dần ấm áp. Nói đúng hơn là bởi vì bây giờ có một người cùng cô chăm sóc tốt cho con gái, cô mới có thể cảm thấy yên ổn. Cô không phải là không muốn cho con gái một gia đình hoàn chỉnh. Chỉ là sau khi trải qua cuộc hôn nhân thất bại với Vương Minh, cô như chim sợ cành cong, không dám tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu. Hơn nữa tuổi cô cũng có chút lớn, còn mang theo một đứa trẻ bên mình cho nên để tìm được người thích hợp rất khó. Bởi vậy cô vẫn luôn trì hoãn chuyện này, mặc kệ ngày tháng cứ thế trôi. Đối với con gái, Âu Dương Ngọc Thanh luôn cảm thấy vô cùng áy náy. Từ 3 tháng trước, con gái không ngừng kêu gào đòi ba ba, nội tâm của cô cũng vì vậy mà không thể bình tĩnh. Hoặc nói cách khác, cô bị Vương Minh dây dưa lại thêm chuyện của con gái khiến cô cảm thấy áp lực. Giờ phút này,
nhìn Dương Bách Xuyên và con gái hệt như hình ảnh một gia đình hoàn chỉnh, nội tâm đã lâu rồi không ổn định của cô dần trở nên tĩnh lặng. Cô mệt mỏi, tâm cũng mệt. Mặc dù biết việc Dương Bách Xuyên giả làm ba con bé sớm muộn gì cũng kết thúc. Nhưng cô vẫn hy vọng giấc mộng này kéo dài một chút. Bất chi bất giác U Dương Ngọc Thanh đã chìm vào giấc ngủ, cô ngủ thật yên ổn. Đây cũng là sự tin tưởng tuyệt đối của cô đối với Dương Bách Xuyên, không hề có một chút phòng bị. Bởi vì sau khi tiếp xúc, cô biết Dương Bách Xuyên là một học sinh đơn thuần chất phác. Mới đầu, Dương Bách Xuyên có chút hoảng loạn khi nằm trên giường kể chuyện cho Nhạc Nhạc, dần dà anh phát hiện U Dương Ngọc Thanh không có phản ứng gì khác cho nên lập tức yên tâm. Không lâu sau anh phát hiện cô ấy đã ngủ rồi, ngủ đến say sưa an ổn. Mà Nhạc Nhạc bên cạnh cũng đã chìm vào giấc mộng, tận bấy giờ anh mới dừng lại. Dương Bách Xuyên trộm nhìn U Dương Ngọc Thanh đang ngủ say, trong lòng thật ra đang kích động. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày nằm cùng cô trên một chiếc giường, dù cho bây giờ anh chỉ giúp cô dỗ đứa trẻ. Nhưng lòng anh vẫn vô cùng vui vẻ. Toàn trường học đều biết U Dương Ngọc Thanh là một nữ thần, một mỹ nhân trí thức cổ điển nổi danh văn tĩnh. Cô còn là người mà lòng Dương Bách Xuyên tôn kính nhất. Sau nhiều lần suy nghĩ, Dương Bách Xuyên thật sự muốn cảm ơn sư phụ. Nếu không phải ông ấy giúp anh tu luyện tu chân, anh sẽ không khác gì một người bình thường, không có thính lực hơn người sao có thể được giúp đỡ U Dương Ngọc Thanh. Được mặc áo choàng tắm của cô, còn được cùng cô nằm chung trên một chiếc giường. Đêm nay Dương Bách Xuyên không tiếp tục tu luyện, anh tắt đèn, trong đêm đen, anh cảm thấy vui vẻ vì có thể bảo vệ mẹ con U Dương Ngọc Thanh. Đồng hồ khẽ điểm, U Dương Ngọc Thanh đột nhiên trở mình, áo ngủ bị kéo lên lộ ra cẳng chân trắng nõn. Miệng lưỡi Dương Bách Xuyên đột nhiên khô nóng, bàn tay vội vàng kéo chăn đắp lên cho cô, trong bụng không ngừng tự nhủ tội lỗi tội lỗi. Anh rời tầm mắt ra xa, đối với cô anh vẫn chỉ dám đứng xa nhìn chứ không dám khinh nhờn quá đáng. Cũng không biết đã qua bao lâu, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng bị cơn buồn ngủ đánh gục. Sáng này hôm sau, anh bị một mùi thức ăn thơm nức đánh thức. Dương Bách Xuyên mở to mắt đã trông thấy Nhạc Nhạc đang ngủ say bên cạnh. U Dương Ngọc Thanh thì sớm đã không thấy bóng dáng, vừa khéo bên bếp truyền tới tiếng động hẳn là cô đang nấu đồ ăn sáng. Nhấc chân nhẹ nhàng xuống khỏi giường, mặc quần áo xong xuôi anh đi vào toilet. Vào đến bên trong, anh mới phát hiện ra cái nội y ngày hôm qua của U Dương Ngọc Thanh đã không thấy. Mà trên bệ rửa mặt đã để sẵn một chiếc bàn chải đánh răng và một khăn mặt mới. Không cần hỏi, Dương Bách Xuyên cũng đoán được là U Dương Ngọc Thanh chuẩn bị cho mình. Đáy lòng anh không khỏi thầm nghĩ, cô U Dương thật là cẩn thận. Dương Bách Xuyên rửa mặt xong xuôi liền bước ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy U Dương Ngọc Thanh bưng đồ ăn đi ra từ phòng bếp. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên, cô cười rạng rỡ, mau tới đây ăn sáng. Lát nữa em còn đi học, đừng để đến muộn. Dương Bách Xuyên theo bản năng mà hỏi, cô U Dương không tới trường sao? Hôm nay cô xin nghỉ. Chiều nay cô đưa Nhạc Nhạc về nhà bố mẹ mình, ngày mai mới tới trường học. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tối hôm qua U Dương Ngọc Thanh đã nói qua, Nhạc Nhạc tạm thời gửi ở nhà ông bà ngoại, cuối tuần cô mới có thể đón con bé tới đây 2 ngày. Căn hộ này vốn dĩ là của một người bạn của cô, bởi vì họ ra nước ngoài nên cho U Dương Ngọc Thanh mượn ở tạm. Trên bàn cơm hai người đều yên lặng không nói chuyện, chỉ chuyên chú ăn cơm. Dương Bách Xuyên ăn rất nhanh. Chỉ 3 lần gấp đã ăn xong bát cơm, anh liền đứng dậy, cô U Dương, em xin phép đi trước. Được, cô tiễn em U Dương Ngọc Thanh cũng đứng dậy, đi tới mở cửa cho Dương Bách Xuyên. Đã đi tới gần cửa, Dương Bách Xuyên muốn nói với cô điều gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nên nói gì. Lúc anh ra khỏi cửa, chợt thấy U Dương Ngọc Thanh hô lên một tiếng, đợi đã. Dương Bách Xuyên theo bản năng dừng bước, quay người lại, cô giáo, sao vậy? Cổ áo em bị nhăn rồi vừa nói, U Dương Ngọc Thanh vừa tiến lên một bước duỗi tay vuốt lại cổ áo cho Dương Bách Xuyên. Lúc cô chỉnh áo cho anh, khoảng cách giữa hai người rất gần, mùi nước hoa nhàn nhạt trên người U Dương Ngọc Thanh truyền thẳng tới xoang mũi Dương Bách Xuyên. Khoảng cách chiều cao của hai người cũng chênh lệch, Dương Bách Xuyên chỉ cần hơi cúi xuống liền nhìn thấy thứ bên trong lớp áo của cô giáo. Trong nháy mắt, cả người anh lập tức nóng lên như lửa đốt. Đối mặt với nữ thần như thế này khiến anh có cảm giác cô ấy giống như chị gái nhà bên cạnh. Trong lòng anh sinh ra một loại xúc động muốn ôm lấy U Dương Ngọc Thanh. Trên thực tế, đầu anh nóng lên, bàn tay cũng vươn sang ôm chầm nữ thần vào lòng.
U Dương Ngọc Thanh bị hành động đột ngột của Dương Bách Xuyên là cho giật mình. Nhưng khi cả người bị một đôi tay mạnh mẽ ôm vào trong lồng ngực, cô Mạc Danh cảm thấy an toàn. Lý Chí nói với cô không thể cùng Dương Bách Xuyên làm như vậy, cũng không được cùng anh sinh ra bất cứ tạp niệm gì, cô chỉ coi Dương Bách Xuyên là em trai. Nhưng từ trong sâu thẳm trái tim cô lại nói cho cô biết, cô yêu thích cảm giác này. Vào lúc đại não đang không ngừng giằng co, cơ thể U Dương Ngọc Thanh cũng không động đậy, tùy ý để Dương Bách Xuyên ôm vào trong ngực. Mà Dương Bách Xuyên hiển nhiên cảm nhận được sự run rẩy của cô. Nhưng cô không hề đẩy anh ra. Dĩ nhiên Dương Bách Xuyên cũng yêu thích cảm giác được ôm U Dương Ngọc Thanh vào lòng như thế này. Anh cúi đầu, theo bản năng hôn xuống môi mềm của cô ấy. Cả người U Dương Ngọc Thanh nhũn ra, trơ mắt nhìn khuôn mặt Dương Bách Xuyên ngày càng lại gần. Cô muốn tránh, nhưng tốc độ của Dương Bách Xuyên quá nhanh, trong chớp mắt môi mỏng của anh đã đặt lên môi cô. Ầm ầm, não bộ U Dương Ngọc Thanh nổ tung như pháo hoa, lập tức rơi vào trống rỗng. Nhưng Dương Bách Xuyên lại giống như chuồn chuồn đạp nước, rất nhanh đã buông cô ra, mặt đỏ tai hồng lắp bắp, cô U Dương, xin lỗi. Là do em không khống chế được. Nói xong chữ cuối cùng, anh giống như tên trộm làm việc xấu bị chủ nhà bắt được, nhanh chóng xông ra cửa chạy mất. U Dương Ngọc Thanh nghe thấy trong lời nói của anh hàm chứa cả sự khẩn trương hoảng hốt. Chờ tới khi cô hồi phục tinh thần, Dương Bách Xuyên đã sớm không thấy bóng dáng. Là một người từng trải, cô biết Dương Bách Xuyên đây là tuổi trẻ hưng thịnh. Cô lặng lẽ đi tới bên cửa sổ, nhìn bóng dáng vội vã rời đi của Dương Bách Xuyên. U Dương Ngọc Thanh khẽ bật cười. Tâm tình cô rất tốt, nụ cười trên mặt lại thêm sán lạn. Cô đưa tay khẽ sờ nơi mình và Dương Bách Xuyên vừa thân mật rồi mới tiến vào phòng ngủ xem con gái. Trên đường lớn, Dương Bách Xuyên thở hổn hển. Vừa rồi anh chạy một mạch từ tiểu khu nhà U Dương Ngọc Thanh đến một đoạn xa mới dừng lại. Nhưng mà chính anh cũng không hiểu được, vừa rồi bản thân lại dám lớn mật không chỉ ôm cô giáo U Dương, mà còn hôn cô ấy một cái. Liệu cô ấy có nổi giận không nhỉ? Có khi nào từ nay về sau cô ấy sẽ không để ý đến mình nữa? Nếu cô ấy giận thì phải làm sao bây giờ? Mình thật là đáng chết, tại sao lại làm ra hành động như vậy với cô U Dương cơ chứ? Xúc động chính là ma quỷ mà. Dọc theo đường đi, anh lo lắng thấp thỏm, không ngừng suy nghĩ tới việc U Dương Ngọc Thanh sẽ chỉ trích mình. Cuối cùng Dương Bách Xuyên vẫn lê lết về tới được trường học. Vào phòng học, Dương Bách Xuyên đi thẳng tới chỗ ngồi. Đột nhiên mũi anh ngửi thấy một mùi vị rất lạ. Là mùi của nước tiểu. Bỗng nhiên Dương Bách Xuyên như nhớ ra cái gì, vội vã xoay người lại nhìn, những lo lắng đối với U Dương Ngọc Thanh lập tức bị anh vứt ra sau đầu. Cái mũi hít hít vài cái, Dương Bách Xuyên chợt cười ầm lên. Mùi nước tiểu này quả thực từ trên người ba kẻ trong lớp, đúng là Tề Đại Băng BD và hai bạn nữ cùng học. Anh nhớ rõ ngày hôm qua anh cố ý nói với tên BD nước tiểu có thể dưỡng da. Vốn dĩ là nói hưu nói vượt. Không nghĩ tới tên BD này lại tin là thật, không chỉ dùng nước tiểu rửa mặt mà còn kéo theo hai bạn nữ cùng làm. Này, quả thực, Dương Bách Xuyên cảm thấy mình đã xem nhẹ chuyện ưa thích làm đẹp của đám nữ sinh. Thế mà lại có người thật sự dùng nước tiểu rửa mặt. Cũng không biết có phải ba người bọn họ dùng chung một bãi nước tiểu không nữa. Nhìn xem biểu hiện của ba người này, quả thực nên hình dung bằng hai từ đáng sợ. Điều này khiến Dương Bách Xuyên thêm kiên định, phải sớm đem điều chế ra thành mỹ phẩm mới được. Chờ ngày mai đi, sáng mai không có tiết học, anh sẽ trực tiếp đi hiệu thuốc mua dược liệu về làm thí nghiệm. Tuy rằng trên cơ thể ba người kia có dùng nước hoa, người bình thường sẽ không ngửi thấy mùi nước tiểu. Nhưng Dương Bách Xuyên lại là ngoại lệ, ai bảo anh là truyền nhân của tán tiên cơ chứ? Khiếu giác nhạy gấp vạn lần người bình thường, cho nên chỉ cần thoáng qua anh đã ngửi thấy mùi trên mặt ba người họ. Lúc này, BD nhìn thấy Dương Bách Xuyên đi tới, ngón tay thon dài khẽ nhịp bước tới, nhỏ giọng nói, Dương Bách Xuyên, phương thuốc hôm qua cậu nói với tôi hình như là có tác dụng rồi. Hôm nay tôi sờ lên da thấy tốt lên không ít. Phốc, ha ha ha. Dương Bách Xuyên nghe BD nói xong liền không nhịn được mà cười ra nước mắt mãi một hồi lâu sau mới ngừng được. Chết, BD à, sao người cậu đầy mùi nước tiểu vậy? Tránh xa tôi ra một chút. Nước tiểu của chính cậu sao có thể thay thế mỹ phẩm được? Da của cậu vẫn như cũ thôi. Về sau con mẹ nó đừng dùng nước tiểu rửa mặt nữa, một mùi thật kinh tởm. Cậu muốn tôi sau này mẹ nó làm sao đi học được? Chẳng phải sẽ bị cậu ám mùi cho đến chết, ha ha.
Tiếng Dương Bách Xuyên có chút to, bởi vậy bạn học xung quanh gần như là đều nghe thấy được. Tất cả đột nhiên ồn ào hẳn lên, xung quanh bắt đầu có người chỉ trỏ cười nhạo tên BD. Mà hai cô gái bên kia cũng sa sầm mặt mũi. Các cô ấy cuối cùng cũng hiểu ra, ngày hôm qua rõ là Dương Bách Xuyên lừa tên BD. Đáng thương cho các cô lại tin đó là sự thật, cho nên trong lòng họ bắt đầu nguyền rủa Dương Bách Xuyên cả trăm lần. BD nghe Dương Bách Xuyên nói xong, ngón tay như hoa lan khẽ hếch lên, tức giận tới mức dậm chân tại chỗ, Dương Bách Xuyên, tôi hận cậu, hừ, bộ dạng y như một oán phụ bị vứt bỏ. Ngón tay thon của BD thật sự làm cho Dương Bách Xuyên chịu không nổi, nhìn bộ dáng oán hận của anh ta, anh cũng không đành lòng giở trò với anh ta nữa. Anh mỉm cười nói, BD, ông đây đảm bảo với cậu vài ngày nữa nhất định sẽ cho cậu một thứ có thể làm đẹp nhan sắc, cậu tạm dừng dùng nước tiểu con trai rửa mặt đi. BD nghe được lời của Dương Bách Xuyên, ánh mắt lại bắt đầu sáng lên, sắc mặt dễ nhìn hơn rất nhiều, ở trong lòng anh ta luôn luôn tin tưởng Dương Bách Xuyên có phương thuốc làm đẹp, bởi vì làn da của Dương Bách Xuyên thật sự là quá tốt, thậm chí còn mịn màng hơn cả con gái rất nhiều. Dương Bách Xuyên, cậu đừng hòng lừa bà đây, nếu cậu dám lừa tôi sẽ hận cậu suốt đời. Không lừa cậu, mau cút đi, nghe cậu nói chuyện toàn thân tôi đều thấy khó chịu. Dương Bách Xuyên giống như đuổi ruồi nhặng làm cho BD cút đi. Mà BD cũng không tức giận, anh ta không hề để ý đến việc bị bạn học trong lớp khinh thường, dù sao chỉ cần đối xử với anh ta như nữ sinh là được, nếu như ai đối xử với anh ta như nam sinh, ngược lại anh ta sẽ trở mặt. Sau khi BD đi khỏi, Dương Bách Xuyên cũng ngồi xuống, trong đầu bắt đầu nghĩ đến phương thuốc. Đối với chuyện kiếm tiền, trong lòng anh càng ngày càng gấp gáp. Điều kiện sống của bà nội và em gái trong nhà nhất định phải cải thiện. Mặc dù sau khi anh đi học đại học, học phí và các chi phí khác đều là tự kiếm được, không có xin tiền của bà nội nữa. Nhưng Dương Bách Xuyên biết bà nội nuôi dưỡng anh và em gái vô cùng không dễ dàng, anh học đại học chính là hy vọng của bà nội, cho nên anh lấy thành tích đứng đầu toàn huyện, thi đậu đại học. Ngay lúc trong đầu Dương Bách Xuyên nghĩ đến bà nội và em gái thì điện thoại di động trong túi truyền đến tiếng chuông. Lấy điện thoại di động ra nhìn, trên mặt Dương Bách Xuyên vui vẻ đi ra ngoài nghe điện thoại. Người gọi đến là anh em Lưu Tích Kỳ lớn lên từ nhỏ của anh, hai người đã chơi với nhau từ tiểu học đến trung học. Năm học lớp 11, Lưu Tích Kỳ vốn đã ngưỡng mộ quân nhân từ nhỏ nên bỏ học để tham gia quân đội. Lúc Dương Bách Xuyên đang học đại học năm nhất, Lưu Tích Kỳ đã rời khỏi quân ngũ và bắt đầu ra ngoài dốc sức làm ăn. Anh ta cũng ở thành phố Kinh Đô cũ nhưng là ở trung tâm thành phố. Còn trường học của Dương Bách Xuyên lại ở khu mở rộng, khoảng cách hai người tương đối xa. Trong thời gian đi học, Lưu Tích Kỳ biết hoàn cảnh của Dương Bách Xuyên, mỗi tháng đều sẽ đến thăm Dương Bách Xuyên một hai lần. Trước khi đi, anh ta đều sẽ âm thầm để lại cho Dương Bách Xuyên 300-500 tiền sinh hoạt. Phải biết rằng, sau khi Lưu Tích Kỳ đi chuyên nghiệp đã làm bảo vệ cho một công ty niêm yết, tiền lương cũng cao hơn bảo vệ bình thường một chút, cũng mới hơn 4.000. Số tiền này anh ta còn phải gửi tiền sinh hoạt cho gia đình, anh ta còn có em trai, em gái và một chị gái nữa, đều là người nông thôn, gia cảnh đều không khá giả gì, bản thân còn hút thuốc, mỗi lần ít nhất đều cho Dương Bách Xuyên 300-500, đây chẳng khác nào đang hạn chế cuộc sống của anh ta. Sau khi Dương Bách Xuyên phát hiện thì sống chết cũng không lấy, trái lại bị Lưu Tích Kỳ mắng một trận. Theo lời anh ta nói, ông đây hiện giờ là người đi làm có lương, kiểu gì cũng không chết đói. Nhưng cậu hiện tại là sinh viên, nhiều cái cần dùng đến tiền, ở thành phố lớn mà không có tiền thì phải chịu đói, đến lúc đó lại tìm tôi hỏi tiền, tôi sẽ rất áy náy với cậu. Lúc ấy Dương Bách Xuyên vừa mới lên đại học cũng cần tiền nên không nói nhiều, trong lòng chỉ âm thầm ghi nhớ phần ân tình này, sau khi lên năm 2 đại học sẽ tự mình làm việc bán thời gian kiếm tiền, sau đó còn trả lại một phần tiền cho Lưu Tích Kỳ, kết quả lại bị mắng đến nỗi máu chó phun trào. Hôm nay nhìn thấy Lưu Tích Kỳ gọi điện thoại, đã 2 tháng không gặp mặt, Dương Bách Xuyên thật sự có chút nhớ cậu nhóc này, vốn định cuối tuần này sẽ đi thăm anh ta. Nhận điện thoại, anh cười nói, này, Thiết Đản, ông đây còn định cuối tuần này đi thăm cậu, gần đây thế nào rồi? Thiết Đản là tên tục của Lưu Tích Kỳ, Dương Bách Xuyên từ nhỏ đã gọi anh ta như vậy. Trong điện thoại, giọng Lưu Tích Kỳ có chút trầm thấp nói, nhóc Xuyên, cậu có tiền trong tay không? Có người vừa nghỉ việc ở quán ba cộng thêm tiền thưởng có 1 vạn, cậu cần bao nhiêu, trong nhà có chuyện gấp cần dùng sao? Nghe Lưu Tích Kỳ hỏi tiền, Dương Bách Xuyên không hỏi nhiều, nói thẳng mình có bao nhiêu,
trong túi có 10.000 đồng kiếm được từ thủ đoạn lừa gạt vẫn chưa động đến. Cho tôi mượn hết 10.000 đi, Lưu Tích Kỳ hàm hồ nói một câu qua điện thoại. Anh ta hàm hồ trả lời cùng với giọng điệu trầm thấp vừa rồi, làm cho Dương Bách Xuyên cảm thấy không đúng lắm. Với sự hiểu biết của anh đối với Lưu Tích Kỳ, người này chắc chắn là gặp phải chuyện gì rồi, hơn nữa còn là chuyện khó giải quyết, nếu không anh ta tuyệt đối sẽ không mở miệng hỏi tiền một cậu học sinh như anh. Hơn nữa, Lưu Tích Kỳ từng đi lính, có tác phong kiên cường của quân nhân, từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ ăn nói hàm hồ. Lưu Tích Kỳ trong điện thoại hôm nay vô cùng trầm thấp. Có chuyện gì xảy ra vậy? Dương Bách Xuyên hỏi thẳng. Không sao đâu, cậu chuyển tiền vào thẻ cho tôi nhé, sau này tôi sẽ trả lại cậu. Nói xong, anh ta lập tức cúp điện thoại giống như sợ Dương Bách Xuyên sẽ truy vấn. Điện thoại truyền đến âm thanh tút tút. Lúc này, Dương Bách Xuyên lập tức nhíu mày, anh biết Lưu Tích Kỳ chắc chắn đã xảy ra chuyện, tên này chưa bao giờ cúp điện thoại như vậy, hoàn toàn không phải phong cách của anh ta, hôm nay anh ta quá khác thường. Cúp điện thoại, Dương Bách Xuyên quyết định hôm nay sẽ trốn tiết đi thăm Lưu Tích Kỳ, dù sao ngày mai cũng là thứ bảy. Tiền vẫn đang ở trên người, cũng không định chuyển tiền qua thẻ cho Lưu Tích Kỳ mà trực tiếp đưa qua thử xem rốt cuộc anh ta có gặp chuyện gì không. Làm anh em tốt, Lưu Tích Kỳ gặp chuyện anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sau khi ra khỏi cổng trường, Dương Bách Xuyên trực tiếp bắt xe đến công ty chỗ Lưu Tích Kỳ làm việc. Đến cửa công ty chỗ Lưu Tích Kỳ làm việc, Dương Bách Xuyên lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho anh ta. Nhưng điện thoại lại không có ai nghe máy, điều này làm cho Dương Bách Xuyên càng thêm lo lắng. Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên đột nhiên nhìn thấy, ở sảnh chính trong cao ốc mà Lưu Tích Kỳ làm việc có một đám người, hình như đang cãi nhau chuyện gì đó. Sau một khắc, trong lòng anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo và bước nhanh lao vào sảnh chính. Vừa rồi anh nhìn thấy một gã trung niên mập mạp hói đầu, đang chỉ ngón tay vào mặt người anh em Lưu Tích Kỳ của mình mà mắng chửi. Dương Bách Xuyên đi vào, trong sảnh chính, Lưu Tích Kỳ đang nắm chặt hai tay, mặt đỏ tới mang tai, đứng đối diện anh ta là một gã mập mạp hói đầu khoảng 40 tuổi và một thanh niên hơn 20 tuổi. Bên cạnh Lưu Tích Kỳ là một gã trung niên mặc Âu phục, đang nói chuyện với gã trung niên mập mạp và cậu thanh niên kia. Trên mặt đất còn có một chiếc bình sứ thanh hoa bị vỡ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Bách Xuyên đoán được đại khái câu chuyện. Chắc là người anh em Lưu Tích Kỳ của mình không biết vì sao đã làm vỡ bình sứ thanh hoa trên mặt đất, mà đối phương có thể là đang yêu cầu bồi thường. Bình sứ thanh hoa là đồ cổ, nếu như thật sự là đồ cổ thì giá trị đúng là không phải Lưu Tích Kỳ có thể bồi thường. Chẳng trách anh ta lại gọi điện thoại vay tiền mình, có lẽ là bị ép không còn cách nào khác. Sau khi Dương Bách Xuyên tới gần, nghe được gã trung niên mập mạp nói, mẹ nó, hơn 10.000 đồng. Con mẹ nó, cậu đang đùa tôi đấy à? Đây là bình sứ thanh hoa đời Tống, hơn nữa còn là cống phẩm, giá trị hơn 30.000 đấy biết chưa? Bồi thường cho tôi hơn 10.000 đồng, cậu đang đùa sao? Sau khi nói xong, gã trung niên hói đầu nhìn thanh niên bên cạnh và nói, vị này là cậu Tống đã ký hợp đồng mua hàng với tôi, bây giờ cậu đã làm vỡ của tôi, cậu nói làm thế nào để giải thích cho cậu Tống đây? Hiện tại đã không còn là tổn thất của một mình tôi, còn là tổn thất của cậu Tống, không nói nhiều, bồi thường 40.000 thiếu một phần cũng không được. Tên trung niên hói đầu kia đã làm lớn sự việc gấp vô số lần, giống như trời sắp sập vậy. Lúc này thanh niên mập mạp bị tên hói đầu kia nói trở thành cậu Tống, thản nhiên mở miệng nói, Tổng Giám Đốc Trương. Thế này đi, tôi thấy người anh em này vừa rồi cũng không phải cố ý. Hơn nữa, mặc dù tôi đã ký kết hợp đồng mua hàng với ông, nhưng dù sao vẫn chưa có giao dịch. Tuy là có thể sẽ làm mất lòng người mà tôi hứa đã tặng quà, nhưng cũng không phải chuyện to tát gì. Người anh em này thoạt nhìn cũng không phải là người giàu có gì, chỉ là một bảo vệ tòa nhà mà thôi. Ông đòi anh ta 40.000, vậy không phải là ép chết người ta sao? Thế này đi, cho tôi một chút mặt mũi. Tôi thấy để người anh em này bồi thường 10.000 đồng coi như xong. Tổng Giám Đốc Trương, ông cũng là người có tiếng tăm, nếu thật sự để cho người anh em này bồi thường 40.000, chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến người ta chê cười Tổng Giám Đốc Trương đấy, ông thấy thế nào? Được, hôm nay tôi sẽ cho cậu Tống chút mặt mũi, 10.000 thì 10.000 đi, coi như tôi làm từ thiện. Người đàn ông trung niên hói đầu im lặng sau đó đồng ý. Lúc này cậu Tống lại nhìn về phía Lưu Tích Kỳ và trung niên mặc Âu phục bên cạnh anh ta nói, quản lý Tưởng, người anh em này là cấp dưới của anh, tôi cũng nói đến nước này rồi, hai người thấy thế nào?
cứ bồi thường cho tổng giám đốc Trương 10 vạn đồng đi. Tôi chỉ có thể lấy ra 1 vạn 6, còn 1 vạn đồng tôi phải mượn đến người anh em của tôi, đợi lát nữa cậu ấy sẽ đưa tới, 10 vạn đồng tôi nhận, nhưng tôi không thể thoáng cái kiếm ra 10 vạn đồng được, cho tôi chút thời gian để tôi đi xoay tiền. Lưu Thích Kỳ trầm giọng đồng ý. Lúc này, cậu Tống lại nhìn thoáng qua quản lý Tưởng. Quản lý Tưởng cắn răng nói, ông Trương, cậu Tống, hai người yên tâm, số tiền còn lại tôi sẽ gom đủ, xin hai người cho tôi 2 tiếng đồng hồ. Được, vậy anh nhanh lên đi, chúng tôi còn phải đến hội đấu giá nữa, chỉ chờ hai người được 2 giờ thôi. Cậu Tống nói. Trung đội trưởng, Lưu Tích Kỳ cảm động lên tiếng. Được rồi, cậu là lính của tôi, mãi mãi là thế, chuyện tiền bạc cậu đừng quan tâm, để tôi đi nghĩ cách, nếu đã làm vỡ đồ đạc của người ta, chúng ta phải bồi thường chuyện này là chuyện rất bình thường. Quản lý Tưởng nói. Nghe đến đây, Dương Bách Xuyên hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Anh chán ghét gã trung niên mập mạp hói đầu dám mắng chửi người anh em của mình, đồng thời, Dương Bách Xuyên cũng vui vì người anh em Lưu Tích Kỳ có thể có một trung đội trưởng như vậy. Chuyện công việc của Lưu Tích Kỳ, anh ta cũng chưa từng nói qua với anh, hiện tại xem ra là người quản lý Tưởng này, cũng là trung đội trưởng của Lưu Tích Kỳ đã được sắp đặt. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Dương Bách Xuyên thu hết cuộc nói chuyện của bọn họ vào trong mắt, sau đó nhìn bình sứ vỡ vụn trên mặt đất. Sau đó anh nheo mắt lại, trong lòng cười lạnh. Lúc này quản lý Tưởng đã chuẩn bị xoay người rời khỏi đi xoay tiền, lại bị Dương Bách Xuyên tiến lên ngăn cản nói, quản lý Tưởng, khoan hãy vội đi. Nhóc Xuyên sau khi Lưu Tích Kỳ nhìn thấy Dương Bách Xuyên trong ánh mắt hiện lên sự cảm động, anh ta người anh em này sẽ tự mình đến. Người này là, quản lý Tưởng dừng bước hỏi Lưu Tích Kỳ. Trung đội trưởng, người này chính là người anh em Dương Bách Xuyên lớn lên từ nhỏ với tôi. Lưu Tích Kỳ vội vàng giới thiệu. Dương Bách Xuyên tiến lên bắt tay quản lý Tưởng, xin chào quản lý Tưởng, tôi tên là Dương Bách Xuyên, là anh em tốt của Thiết Đản. Sau khi hai người bắt tay, Dương Bách Xuyên mới quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Tích Kỳ nói, mẹ nó, Lưu Thiết Đản, cậu có xem tôi là anh em không vậy? Gặp chuyện sao không nói với tôi? Tôi, vẻ mặt Lưu Tích Kỳ vừa cảm động vừa xấu hổ. Thật ra Dương Bách Xuyên đương nhiên biết tại sao Lưu Tích Kỳ không nói với mình, là sợ ảnh hưởng đến việc học tập của anh. Lúc này gã trung niên mập mạp hói đầu ở một bên trầm giọng tức giận hét lên, này này này, tôi nói cho các người biết, mẹ nó, mấy người muốn ôn lại chuyện cũ thì phải bồi thường đồ cho ông đây trước rồi nói tiếp, tôi và cậu Tống cũng không có thời gian lãng phí ở đây. Dương Bách Xuyên đột nhiên xoay người, giơ tay đánh một cái bạt tai lớn vào gã trung niên mập mạp hói đầu. Bốp! Ôi chao, gã mập mạp hói đầu kêu thảm thiết, lập tức bị Dương Bách Xuyên tát ngã xuống đất. Bồi thường ông nội nhà ông, bình sứ giả đụng phải người anh em của tôi, mẹ nó, ông chán sống rồi sao? Sau khi đánh xong, vẻ mặt Dương Bách Xuyên lạnh lùng nhìn chằm chằm gã mập mạp hói đầu chửi rủa. Một bà tai bất thình lình này của anh khiến sảnh chính đều sợ ngây người. Bồi thường ông nội nhà ông, bình sứ giả đụng phải người anh em của tôi, mẹ nó, ông chán sống rồi sao? Sau khi đánh xong, vẻ mặt Dương Bách Xuyên lạnh lùng nhìn chằm chằm gã mập mạp hói đầu chửi rủa. Một bà tai bất thình lình này của anh khiến sảnh chính đều sợ ngây người. Trong ánh mắt cậu Tống ở một bên hiện lên vẻ hoảng sợ, lập tức giận tím mặt, ở đâu ra thằng nhà quê này thế, dám đánh tổng giám đốc Trương, cậu có tin tôi để cậu ăn không được không? Tưởng Trấn cũng bị hành động của Dương Bách Xuyên làm hoảng sợ, anh ấy là bảo vệ trưởng của tòa nhà này. Nơi này là công ty chi nhánh đấu giá của tập đoàn Triệu Thị đứng đầu giới kinh doanh Hoa Hạ, người ra vào đều là nhân vật không giàu thì quý. Hôm nay người anh em Lưu Tích Kỳ cấp dưới của anh ấy không cẩn thận đụng ngã tổng giám đốc Trương này còn làm vỡ bình sứ thanh hoa cổ trong tay ông ta, người ta yêu cầu bồi thường không có gì đáng trách. Trong mắt Tưởng Trấn không mất lòng khách hàng là tốt nhất, nếu đồ cổ trị giá 30 vạn nhưng người ta yêu cầu bồi thường 10 vạn rồi. Dù sao cũng không làm khó, cứ xoay tiền là xử lý xong rồi. Không ngờ Dương Bách Xuyên vừa xuất hiện, vừa mới đến đã tát ông ta một bạt tai, lần này trong lòng Tưởng Trấn thống khổ, thầm nghĩ, chuyện này có thể kết thúc thế nào đây? Anh ấy hoàn toàn không ngờ Tổng Giám Đốc Trương hói đầu và cậu Tống này là lừa đảo. Bởi vì hai người ăn mặc rất lịch sự, quần áo từ trên xuống dưới đều có giá trị không nhỏ, chút khả năng nhìn nhận này Tưởng Trấn vẫn có. Không ngờ sẽ là lừa đảo hoặc là đụng phải bình sứ giả. Dương Bách Xuyên lên tiếng nói hai người này cầm bình sứ giả. Điều này khiến trong lòng Tưởng Trấn nổi lên gợn sóng, không thể nào,
thật sự chưa từng thấy qua người nào dám L tòa nhà đấu giá Triệu Thị dở trò lừa gạt. Nhất định là Dương Bách Xuyên không muốn bồi thường nên cố ý quấy rối, ngẫm lại cũng phải, 10 vạn đồng đối với Lưu Tích Kỳ mà nói thật sự không phải là một con số nhỏ, làm anh em với Lưu Tích Kỳ, Dương Bách Xuyên đương nhiên không muốn để cho anh em của mình bỏ ra số tiền này, cậu ta tát tổng giám đốc Trương chỉ là muốn gây chuyện sao? Trong lòng Tưởng Trấn khổ sở nghĩ, vội vàng đi lên chuẩn bị giải thích, không thể làm lớn chuyện này được, nhưng anh ấy còn chưa kịp mở miệng, Dương Bách Xuyên lại làm ra một hành động suýt chút nữa làm cho anh ấy ngất xỉu, trong lòng hét lớn không xong rồi, lúc này chén cơm không giữ được nữa rồi. Chỉ thấy Dương Bách Xuyên đột nhiên dùng một chân đạp lên người cậu Tống. Nhà quê ông nội mày, hai tên lừa đảo chết tiệt, còn dám giả vờ vô tội. Dương Bách Xuyên dùng một chân đá vào người cậu Tống, vẫn chưa hết giận nên đi tới đạp thêm phát nữa. À, cậu Tống kêu thảm thiết. Mẹ nó, còn bày đặt cậu Tống. Thật sự chưa từng thấy qua kẻ lừa đảo làm cậu ấm, tôi khinh cầm đồ giỏm mấy chục đồng đến làm bình sứ giả còn chưa tính. Mẹ nó, còn dám đụng vào người anh em của tôi, xem hôm nay tôi không giết chết hai đứa cháu chúng mày. Dương Bách Xuyên vừa mắng chửi vừa đấm đá không ngừng, không chịu buông tha. Lúc này Tưởng Trấn và Lưu Tích Kỳ mở to hai mắt nhìn, vội vàng tiến lên giữ chặt Dương Bách Xuyên. Nhóc Xuyên, bình hoa này thật sự là đồ giả sao? Nghe được lời người anh em nói, Lưu Tích Kỳ không khỏi lên tiếng, không biết tại sao trong lòng anh ta thoáng cái đã thoải mái hơn rất nhiều. Anh ta vô cùng tin tưởng Dương Bách Xuyên, anh ta biết người anh em này có phải đang làm bậy hay không, anh làm việc một là một, hai là hai, chưa bao giờ làm loạn. Người anh em Dương, thật sự là đồ giả sao? Tưởng Trấn cũng lên tiếng, anh ấy vừa mới nhìn thấy trong ánh mắt Tổng Giám Đốc Trương và cậu Tống hiện lên vẻ hoảng sợ, lúc này mới có chút tin tưởng Dương Bách Xuyên. Thằng nhóc kia, mày chờ đó, tao sẽ khiến cho mày phải hối hận, mấy người ỷ đông hiếp yếu, mọn nợ này tao sẽ quay lại tính sổ, chúng ta đi thôi. Cậu Tống đứng dậy khỏi mặt đất, lập tức cùng với Tổng Giám Đốc Trương hói đầu bỏ đi. Tao để cho chúng mày đi sao? Dương Bách Xuyên chắn ở trước mặt hai người. Mày, chuyện bình hoa bọn tao không truy cứu nữa, tránh ra, mẹ nó, nếu không tao sẽ giết chết mày đấy. Giờ phút này, sắc mặt cậu Tống rất hoảng loạn. Mà Dương Bách Xuyên lại nở nụ cười, thật ra vừa rồi anh chỉ lừa gạt một chút, không ngờ hai người này thật sự là lừa đảo. Trước đó, anh nhìn thấy bình sứ thanh hoa bị phá vỡ trên mặt đất, liếc mắt thoáng cái đã nhìn ra là đồ giả, là sinh viên khoa lịch sử. Phân biệt đồ cổ cũng là môn tự chọn anh từng học qua, nhưng Tổng Giám Đốc Trương và cậu Tống có phải là lừa đảo hay không, lúc đầu anh không thể xác định. Nhưng quan sát lời nói và cử chỉ của hai người này, anh phát hiện mỗi lần Tổng Giám Đốc Trương hói đầu muốn nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ nhìn cậu Tống, mà tên cậu Tống này lại ra mặt chủ động giảm giá đồ cổ trị giá hơn 30 vạn xuống còn 10 vạn đồng, nói ra cũng là hợp tình hợp lý. Ngược lại còn có thể làm cho Lưu Tích Kỳ cảm ơn anh ta. Có một điểm quan trọng hơn là, Dương Bách Xuyên thấy hai người này lúc nói chuyện đều sẽ giống như tình nhân liếc mắt đưa tình với nhau. Hai người đàn ông liếc mắt đưa tình với nhau, ánh mắt sáng lên, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường. Dương Bách Xuyên đọc kỹ lịch sử, phân tích tính cách nhân vật kết hợp với đủ loại dấu hiệu, đã nhận định hai người là kẻ lừa đảo, cho nên anh tiến lên lập tức ra tay tát, muốn xem phản ứng của bọn họ. Quả nhiên, sau khi anh nói thẳng ra chuyện bình sứ giả, bất kể là Tổng Giám Đốc Trương hói đầu hay là cậu Tống đều hiện lên vẻ hoảng loạn trong ánh mắt, tuy là hai người đều che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị Dương Bách Xuyên cẩn thận quan sát nên phát hiện ra. Bây giờ còn phát ngôn bừa bãi muốn đi ư? Đây chính là biểu hiện chuyện đã bại lộ nên muốn bỏ chạy đây mà. Nếu như hai người này không phải kẻ lừa đảo, lúc này trước tiên sẽ báo cảnh sát, bọn họ không báo mà ngược lại chuồn mất. Cho nên Dương Bách Xuyên chắc chắn 100% bọn họ là kẻ lừa đảo không sai. Híp mắt chắn trước mặt hai người, ánh mắt của tên cậu Tống kia lộ ra vẻ xấu xa, một tay vươn tới bên hông và lấy một con dao găm ra. Dương Bách Xuyên nở nụ cười, đây là biểu hiện chó cùng rứt dậu sao, anh không hề sợ chút nào đâu. Trái lại, Lưu Tích Kỳ và Tưởng Trấn kinh hãi, cẩn thận cẩn thận. Lưu Tích Kỳ bước nhanh về phía trước, trở tay đoạt lấy con dao găm trong tay cậu Tống. Đột nhiên dùng sức rắc rắc, cổ tay của cậu Tống trực tiếp bị Lưu Tích Kỳ bẻ gãy. A! À, tiếng kêu thảm thiết như lợn bị giết từ trong miệng cậu Tống phát ra, nhưng ngay sau đó anh ta lại bị Lưu Tích Kỳ dùng một cú đạp ngã xuống đất. Lúc cậu Tống bị kéo cánh tay ra,
Tổng giám đốc Trương mập mạp hói đầu thấy tình hình không ổn nên đã dậm chân bỏ chạy, lại bị Tưởng Chấn làm vấp ngã xuống đất, mũi bị dập chảy chuộng, máu mũi chảy ròng ròng trên mặt đất, kêu la thảm thiết. Bây giờ tất cả mọi người chắc chắn hai người đàn ông này là kẻ lừa đảo không sai. Này, tôi nói nha Thiết Đản, cậu không thể để cho tôi chơi đùa chút sao? Bây giờ tài nghệ của ông đây có thể mạnh hơn cậu đấy. Dương Bách Xuyên nhìn Lưu Tích Kỳ cười nói, anh vừa mới chuẩn bị ra tay cho cậu Tống này một đấm tàn nhẫn, không ngờ lại bị Lưu Tích Kỳ giành trước. Đương nhiên, giờ phút này, trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng vui vẻ, bởi vì anh vừa mới thấy Lưu Tích Kỳ ra tay, tên này thật sự rất có tài. Hơn nữa vừa rồi lúc cậu Tống lấy dao găm ra, anh ta đã không chút do dự chắn trước người mình giống như sợ mình bị thương vậy, vẫn như trước kia. Từ nhỏ, thể chất của Dương Bách Xuyên đã yếu hơn người khác, cơ thể của Lưu Tích Kỳ lại khỏe mạnh. Lúc còn bé đi đánh nhau, đều do Dương Bách Xuyên hiến kế, còn Lưu Tích Kỳ ra tay, hai người chính là tổ hợp tốt nhất từ tiểu học đánh nhau đến trung học. Cậu thì bỏ đi, tôi nói cậu đúng là ngốc mà, người ta lấy dao găm ra cậu còn không biết chạy, sợ đến choáng váng à? Hay là đầu óc bị úng nước? Lưu Tích Kỳ nghe được lời của Dương Bách Xuyên nói, anh ta không hề khách sáo mắng chửi. Vừa rồi trong lòng anh ta thật sự bị bóp đến nỗi đổ mồ hôi lạnh, sợ Dương Bách Xuyên sẽ bị thương. Ha ha, đã nói bây giờ thân thủ của người anh em này còn tốt hơn cậu đấy, sao cậu vẫn không tin chứ? Dương Bách Xuyên cười ha ha nói, anh biết ở trong mắt Lưu Tích Kỳ anh chỉ là một tên thư sinh yếu đuối. Cút đi, lần sau đánh nhau đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, người ta lấy dao găm ra mà cậu cũng không sợ, việc đi học vẫn thích hợp với cậu hơn. Vừa rồi, Lưu Tích Kỳ bị dọa sợ không nhẹ nên không có tâm trạng vui vẻ nói chuyện với Dương Bách Xuyên. Được rồi, người anh em này sai rồi, tôi nói sự thật cậu cũng không tin. Dương Bách Xuyên cười khổ, có điều, anh sẽ không nói ra chuyện mình có Bình Càn Khôn và sư phụ Vân Thiên Tà. Cũng không thể nói với bất kỳ người nào, bí mật này chỉ có thể một mình một người trên thế giới biết, không thể có người thứ hai. Chuyện bận này quá sốc và hoang đường, nói ra chính là họa lớn. Không hề tốt cho bất luận kẻ nào. Được rồi, chuyện cũng đã rõ ràng rồi, báo cảnh sát đi, để cảnh sát xử lý, sau khi xong chuyện ông đây mời cậu uống rượu, khó lắm tôi mới tới được đây. Dương Bách Xuyên vỗ vai Lưu Tích Kỳ nói. Lập tức báo cảnh sát, sau đó người gọi là Tổng Giám Đốc Trương và cậu Tống bị cảnh sát bắt đi. Hai người quả nhiên là kẻ lừa đảo, hơn nữa còn là tội phạm. Trong quá trình cảnh sát tra khảo, hai người này là chú cháu. Cậu Tống là một sinh viên đại học, Tổng Giám Đốc Trương là một lão già lăn lộn trong giang hồ, cùng nhau bày mưu ở các khu đặc biệt để lừa gạt. Đối tượng lừa gạt chính là những người sống ở tầng dưới cùng của xã hội, bởi vì họ dễ lừa gạt. Hai kẻ lừa đảo này cũng rất chịu bỏ tiền vốn, trang phục và đạo cụ trên người thật sự là hàng thật giá thật, chỉ muốn lừa gạt người ta rằng ông đây là Tổng Giám Đốc. Họ đã gây ra mấy chục vụ án, lừa đảo ở hơn 10 thành phố. Hôm nay xem như xui xẻo mới rơi vào tay Dương Bách Xuyên. Phối hợp với cảnh sát làm xong biên bản, Tưởng Chấn cho Lưu Tích Kỳ nghỉ. Hai anh em ra ngoài ăn cơm. Trên bàn cơm, Lưu Tích Kỳ nâng ly rượu lên, vẻ mặt chân thành nói, nhóc Xuyên, cảm ơn cậu. Thôi bỏ đi, uống rượu đi, rồi Dương Bách Xuyên liếc mắt nói. Giờ phút này Lưu Tích Kỳ mới hoàn toàn nhẹ nhõm. Anh ta biết hôm nay nếu không nhờ Dương Bách Xuyên thì mình chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn, còn liên lụy cả trung đội trưởng. Nuốt một ly rượu trắng xuống bụng, Lưu Tích Kỳ thoải mái, nhìn Dương Bách Xuyên nói, chuyện thực tập của cậu thế nào rồi? Cậu đã tìm được việc chưa? Vẫn còn một khoảng thời gian nữa, qua vài ngày nữa rồi nói tiếp, còn cậu thì sao? Có kế hoạch gì không? Dương Bách Xuyên rót cho anh ta một ly đầy và nói. Lưu Tích Kỳ cười khổ, còn có thể có dự định gì đây? Cuộc sống cứ lăn lộn như vậy được rồi, dù sao tiền lương hàng tháng cũng đủ để tôi chi tiêu cho gia đình. Lúc chưa bước vào xã hội thì trong đầu tràn đầy mộng tưởng, hiện tại đều bị những ngày thực tế chó má dập tắt rồi. Dương Bách Xuyên cười nói, đây không phải tính cách của Lưu Thiết Đản cậu chứ, còn nhớ không, lời cậu nói ngày cậu đi lính đấy. Lưu Thích Kỳ sửng sốt, lập tức khổ sở gật đầu. Cậu đã từng nói, tương lai cậu muốn làm quân nhân cấp cao. Lúc ấy tôi nói tôi muốn thi đậu vào đại học có tiếng, hiện tại ước mơ của tôi đã thành hiện thực, nhưng cậu lại đi chuyên nghiệp. Nói đến chuyên nghiệp, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết lý do, ở bộ đội cậu là một người lính tiên phong, chắc chắn cậu sẽ không lựa chọn xuất ngũ, tại sao cậu muốn đi chuyên nghiệp?
Dương Bách Xuyên uống một ngụm rượu rồi hỏi về nguyên nhân mà Lưu Tích Kỳ đi chuyên nghiệp, anh cũng đã từng hỏi chuyện này nhưng lần nào Lưu Tích Kỳ cũng lắc đầu không nói. Cậu đừng hỏi nữa, dù sao người anh em này vẫn có ước mơ, bây giờ chẳng qua chỉ là tôi đổi qua một cái khác, tôi muốn khởi nghiệp, muốn mở công ty kiếm được nhiều tiền, cậu làm sinh viên đại học đầu tiên trong thôn, tôi làm người giàu nhất, ha ha. Một ngụm uống cạn ly rượu, Lưu Tích Kỳ đột nhiên hăng hái nói một câu. Lần này, trái lại trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ dao động, trong đầu anh có quá nhiều phương thuốc chữa bệnh, hoàn toàn có thể dùng để kiếm tiền khởi nghiệp, dựa vào truyền thừa sư phụ cho, Dương Bách Xuyên dám nói, mỗi một phương thuốc chữa bệnh đều có thể đạt được thành tựu trong sự nghiệp. Anh nhìn Lưu Tích Kỳ nói, Thiết Đản, cậu cho tôi chút thời gian, ông đây sẽ giúp cậu thực hiện nguyện vọng này, không phải chỉ là một người giàu nhất sao, quá dễ. Anh em chúng ta cùng nhau xây dựng một đế chế kinh doanh, thế nào? Phụt, Lưu Tích Kỳ phun ra một ngụm rượu, tôi nói này, từ lúc nào mà thằng nhóc nhà cậu lại khoác lác lợi hại vậy chứ? Hắc hắc, Dương Bách Xuyên chỉ cười mà không giải thích gì thêm, trước tiên anh phải tìm ra cách điều chế hữu thuật chú nhan, sau đó sẽ cho Lưu Tích Kỳ một sự ngạc nhiên. Dương Bách Xuyên tin rằng, chỉ cần hữu thuật chú nhan có hiệu quả thì việc kiếm tiền không thành vấn đề. Nhưng thân là truyền nhân của Tán Tiên, có sư phụ là thập nhị kiếp Tán Tiên như có trong tay một bảo tàng, sáng lập ra một tập đoàn buôn bán cũng không phải việc khó, vấn đề ở đây là cần thời gian. Hai anh em họ cùng nhau uống rượu, trò chuyện thuở nhỏ, chuyện hiện tại và chuyện tương lai, cứ nói chuyện như vậy đến khi Lưu Tích Kỳ đột nhiên nói, ồ đúng rồi, bạn gái của cậu đâu? Cậu nên đi thăm người ta một chút, cô ấy đã đi làm còn cậu thì chưa tốt nghiệp, cậu không đi thăm cô ấy không sợ sẽ bị người khác cướp mất sao? Lưu Tích Kỳ chỉ muốn trêu chọc Dương Bách Xuyên, nhưng khi nói xong anh ta phát hiện ra Dương Bách Xuyên trầm mặc, hơn nữa sắc mặt cũng trở nên âm trầm, anh ta liền biết nhất định là hai người này đã xảy ra chuyện. Sao vậy, hai người chia tay rồi sao? Lưu Tích Kỳ hỏi một câu. Dương Bách Xuyên gật đầu ừ một tiếng, sau đó liền kể cho Lưu Tích Kỳ nghe chuyện ở công viên. Anh và Lưu Tích Kỳ nghịch bùn đất với nhau mà lớn lên, không có chuyện gì mà không thể nói cho nhau nghe. Hơn nữa anh cũng chịu đựng chuyện này lắm lâu rồi. Thật ra anh cũng không có tình cảm gì với bạn gái cũ, tình yêu trên giảng đường đại học thật ra chỉ như một trò chơi, nói tử tế thì là yêu, còn không thì chỉ là có ấn tượng tốt về đối phương, nhìn những người khác nói chuyện yêu đương nên chính mình cũng phải theo trào lưu, anh và bạn gái cũ mới chỉ nắm tay, còn chưa hôn nhau. Bây giờ nghĩ lại Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy nhục nhã, thật ra thì người ta chê anh không có tiền không có quyền mà thôi. Ai mà lại để ý đến một sinh viên nghèo từ quê lên phố chứ? Phụ nữ không có cũng được, cô ta chia tay với cậu lại là chuyện tốt, không sao, ngày khác tôi sẽ giới thiệu cho cậu một cô bạn gái tốt hơn bạn gái cũ của cậu gấp 10 lần. Tương lai kiếm được nhiều tiền thì muốn gì được nấy. Lưu Tích Kỳ uống nhiều rượu nên lải nhải không ngừng bên tai Dương Bách Xuyên. Buổi tối Lưu Tích Kỳ bảo Dương Bách Xuyên ngủ lại phòng trọ của anh ta, sáng Dương Bách Xuyên dậy thì anh ta đã đi làm rồi. Dương Bách Xuyên định đến chỗ làm của anh ta chào hỏi một tiếng. Tối nay cũng không có tiết học nên anh chuẩn bị đi chợ thuốc bắc mua dược liệu để điều chế hữu thuật chú nhan sau đó tự mình làm thí nghiệm. Sau khi đến chỗ Lưu Tích Kỳ, Dương Bách Xuyên không nhìn thấy anh ta, đồng nghiệp của anh ta nói sẽ báo cho Lưu Tích Kỳ một tiếng. Khi anh đang chờ ở sảnh lớn thì thấy một cô gái đeo kính râm, theo sau là một đám người đang đi về phía thang máy. Đứng xa nhưng Dương Bách Xuyên vẫn thấy bóng lưng cô rất quen thuộc, rất giống Triệu Nam đã cứu anh ở công viên. Nhưng đối phương đeo kính râm nên anh cũng không xác định được có phải là cô hay không, anh dõi theo cô đi vào thang máy. Lúc này Lưu Tích Kỳ từ sau lưng đi tới nói, nhìn cái gì thế? Hình như tôi nhìn thấy người quen, Dương Bách Xuyên theo bản năng thốt lên. Tỉnh lại đi, người vừa mới đi vào thang máy là con gái của chủ tịch tập đoàn Triệu Thị, sắp tiếp nhận công ty. Mấy ngày nay đang khảo sát, cậu có thể quen biết được cô ấy sao? Lưu Tích Kỳ đảo mắt nói. Tôi nhìn có chút quen mắt, không biết là đã gặp ở đâu, không đúng, Thiết Đản, sao cậu lại xem thường tôi như vậy hả? Cậu có tin tương lai tôi sẽ cưới một cô vợ như vậy không hả? Ha ha! Lại chém gió rồi, thực tế một chút đi anh bạn. À, đúng rồi, tôi đã nói với trung đội trưởng của chúng tôi về việc thực tập của cậu. Anh ấy là đội trưởng đội an ninh. Có mối quan hệ tốt với trưởng phòng nhân sự của công ty đấu giá. Anh ấy đã hứa sẽ nói giúp cho cậu, chắc không khó đâu, sau đó, cậu sẽ đến đây để thực tập. Dù sao thì cậu cũng học chuyên ngành lịch sử,
công ty đấu giá có hoạt động kinh doanh di tích lịch sử. Được, có thể tới nơi này cũng tốt, thay tôi cảm ơn trung đội trưởng của cậu nhé. Ừ, biết rồi, yên tâm đi, trung đội trưởng của chúng tôi là một người tốt, cậu là bạn của tôi thì anh ấy sẽ nói giúp cậu thôi. Vậy tôi đi đây, cậu đi làm đi. Đi đường cẩn thận. Sau khi tạm biệt Lưu Tích Kỳ, anh liền đi tới chợ thuốc bắc. Để điều chế hữu thuật chú nhan cần tổng cộng 26 vị thuốc bắc, quầy thuốc nhỏ không có đủ mà phải ra tận chợ thuốc bắc mới có thể mua đủ. Dương Bách Xuyên chạy từng quầy thuốc, dựa theo liều lượng để mua. Tới trưa thì anh cũng mua đủ, 26 vị thuốc nhưng anh chỉ mua được 25 vị, một vị còn lại trên thị trường cũng không có. Bởi vì loại dược liệu này được lấy từ thực vật tươi sống, ông chủ một quầy thuốc đã cho anh địa chỉ, bảo anh ra ngoại ô tìm chắc chắn sẽ có. Địa chỉ mà chủ tiệm cho là một thôn có tên là Dược Vương ở chân núi Tần Lĩnh, cách thành phố khoảng 30 phút lái xe. Dương Bách Xuyên để dược liệu đã mua xong ở lại phòng anh thuê, sau đó ngồi xe buýt đi tới thôn Dược Vương. Dù sao thì ngày mai cũng là chủ nhật nên anh có rất nhiều thời gian. Nhất định phải điều chế được hữu thuật chú nhan. Ngày 10 tháng sau anh còn phải cầm thiệp mời đi dự hôn lễ của bạn gái cũ. Dương Bách Xuyên ngồi trên ghế hai tay nắm chặt thành quyền, trong mắt lóe lên ánh sáng. Xem thường anh vì anh không có tiền. Vậy thì anh sẽ kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền. Ngày đó anh đã thề rằng cả đời này sẽ không để cho ai xem thường mình nữa. Cho bà nội và em gái một cuộc sống tốt hơn, còn phải đi tìm cha vì thi hành nhiệm vụ mà đã mất tích nhiều năm. Hơn nữa còn phải tìm người đàn bà đã bỏ anh và em gái anh mà đi để hỏi bà ta một câu tại sao lại bỏ đi. Những thứ này đều phải có tiền mới làm được. Những chuyện này trước đây anh chỉ cất giấu trong lòng, thậm chí không dám nghĩ tới, nhưng nay anh sắp tốt nghiệp đại học, lại là truyền nhân của tán tiên thì chuyện gì anh cũng dám làm. Anh nghe bà nội nói bà anh là sĩ quan quân đội, mẹ là người phương Nam, lúc anh 4 tuổi thì em gái anh ra đời, năm ấy nhà anh nhận được tin tức bà anh mất tích. Mẹ anh bỏ lại anh và em gái mà đi. Sau đó một tay bà nội nuôi nấng hai anh em anh. Hơn 10 năm qua không có tin tức của ba, thật ra thì trong lòng Dương Bách Xuyên biết ba anh đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Nhưng mẹ anh không phải mất tích mà là bỏ lại anh em anh cho bà nội nuôi. Dương Bách Xuyên vẫn rất hận bà ta, sau này tìm được bà ta anh muốn hỏi một câu, tại sao bà ta lại bỏ hai anh em anh mà đi như vậy? Trong khi Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác thì xe buýt dừng lại, đã đến nơi. Sau khi xuống xe Dương Bách Xuyên nhìn thôn nhỏ tọa lạc dưới chân núi Tần Lĩnh, anh hít sâu một hơi, cảm giác thật là thoải mái, không khí ở đây trong lành hơn thành thị gấp mấy chục lần. Dựa theo lời chủ quầy thuốc, cuối cùng anh cũng tìm được vị thuốc có tên là Trung Sa, một vị thuốc chỉ có ở thôn Dược Vương dưới chân núi Tần Lĩnh. Sau khi vào thôn Dương Bách Xuyên đi đến một cửa hàng tạp hóa. Chú ơi cho cháu một bao thuốc lá. Nếu muốn hỏi thăm tin tức thì phải mua hàng thì mới dễ hỏi thăm. Dương Bách Xuyên cũng hút thuốc nhưng anh hút rất ít. Anh mở bao thuốc ra và đưa cho chú kia một điếu. Đối phương cười cười đi tìm một cái ghế nhỏ cho Dương Bách Xuyên ngồi. Tiểu tử, cậu tới đây làm gì? Người trung niên hỏi. Cháu tới đây để tìm một loại thuốc bắc. Nghe nói loại dược liệu này chỉ có thôn Vương Dược mới có. Cháu muốn tìm một loại dược liệu tên là Trung Sa. Không biết có thể tìm thấy nó ở đâu ạ. Thế thì cậu hỏi đúng người rồi, thôn chúng tôi được gọi là thôn Vương Dược, chính là chỗ ở trước đây của đường Tôn Tư Mạc Lão Thần Tiên, khu này có hơn 1.000 loại thuốc bắc, từ xưa tới nay thôn chúng tôi đều trồng dược liệu, cậu đến đây tìm thì cậu tìm đúng chỗ rồi. Nhưng Trung Sa mà cậu nói không có ai trồng cả, chính là cỏ mọc hoang trong núi rất khó tìm, loại thuốc này cũng không đáng tiền nên không ai trồng cả. Cậu phải tự đi tìm rồi, ông chú trung niên nói cho Dương Bách Xuyên biết đi tìm ở đâu, tìm thế nào. Sau khi ra khỏi quán tạp hóa, Dương Bách Xuyên dựa theo phương hướng mà chủ quán tạp hóa đã chỉ đi vào trong núi. Đi sâu vào trong chính là dãy núi Tần Lĩnh mênh mông mờ mịt. Dãy núi Tần Lĩnh theo nghĩa hẹp được giới hạn ở phần phía nam của tỉnh Cố Đô, vùng núi giữa sông Duy Hà và sông Hán Giang, giới hạn bởi sông Bá và thung lũng sông Đan Giang ở phía đông, kết thúc tại Gia Lăng. Dãy núi Tần Lĩnh theo nghĩa rộng là những dãy núi theo hướng đông tây đi qua miền trung của Trung Quốc, bắt đầu từ núi Bạch Thạch ở phía bắc của huyện Lâm Đàm, tỉnh Cam Túc dọc theo phía tây của tỉnh Cố Đô qua núi Mạch Tích ở phía nam. Nó được chia thành ba nhánh ở ngã ba của tỉnh Cố Đô và tỉnh Hà Nam, nhánh phía bắc là Hào Sơn, và các nhánh còn lại kéo dài về phía đông dọc theo bờ nam của sông Hoàng Hà,
thường được gọi là Bắc Mang. Nhánh giữa là núi Hùng Nhĩ và nhánh nam là núi Phục Châu, dài khoảng 1.600 km. Do sự khác biệt về nhiệt độ, khí hậu và địa hình giữa phía Bắc và phía Nam của dãy Tần Lĩnh, cho nên Tần Lĩnh đã trở thành đường phân chia Bắc Nam quan trọng nhất ở Trung Quốc. Dãy núi Tần Lĩnh được coi là long mạch của nền văn minh Trung Quốc. Đỉnh cao nhất là đỉnh Thái Bạch, cao 3.771.2 m, thuộc lãnh thổ của Bảo Thành, tỉnh Cố Đô. Dãy núi Tần Lĩnh là dãy núi ranh giới giữa đồng bằng Quan Trung và vùng phía Nam Thiểm Tây của tỉnh Cố Đô. Thôn Dược Phương này chỉ là một góc dưới chân núi Tần Lĩnh nhưng nó cũng nằm sâu trong núi rừng. Dương Bách Xuyên đã đi khoảng 2 giờ, đã thâm nhập vào vùng núi khoảng 40 dặm. Không tìm thấy Trung Sa, điều này khiến anh tự hỏi liệu có phải ông chú trung niên đã lừa gạt anh hay không, hay là anh đã đi nhầm đường. Anh cảm thấy hơi cáu kỉnh, dứt khoát ngồi trên một tảng đá lớn dừng lại uống nước nghỉ ngơi. Nhìn lên bầu trời cũng không còn sớm nữa, nếu không tìm được thì anh sẽ xuống núi, ngày mai lại tới. Lúc này, anh đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu gấp gáp, hơn nữa còn rất kỳ lạ, nó vang lên cách đó hơn 10 mét, Dương Bách Xuyên tò mò nên đã lần theo nguồn phát ra âm thanh. Khi đi qua xuyên qua một bụi cây anh liền hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trong tầm mắt xuất hiện một con chăn dài 5 hoặc 6 mét đang chiến đấu với một con chồn lông vàng. Mặc dù với thực lực bây giờ của anh thì anh cũng không sợ mãng xà, nhưng từ nhỏ anh đã sợ rắn rết, bây giờ còn gặp một con mãng xà khổng lồ như vậy khiến anh không khỏi kinh sợ. Con mãng xà trước mặt toàn thân đen nhánh, thè lưỡi tấn công con chồn lông vàng, nhưng con chồn lông vàng đã né được. So với mãng xà thì Dương Bách Xuyên thích chồn lông vàng hơn. Chồn có kích thước như mèo nhà nhưng thân hình mảnh khảnh, tay chân ngắn, đôi mắt to tròn đen láy, trông rất tinh anh. Trong mắt Dương Bách Xuyên thì chồn vàng chiếm lợi thế hơn. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn mỗi lần nhảy 2-3 bước đã né được công kích của mãng xà, chỉ cần có cơ hội nó liền tới gần mãng xà và dùng móng vuốt của mình cào vào thân thể mãng xà khiến con mãng xà phát ra tiếng kêu giận dữ. Cảnh tượng này trong mắt Dương Bách Xuyên như là con chồn đang đùa bỡn mãng xà, bởi vì con chồn có thể tùy tiện né tránh công kích của mãng xà, sau khi né tránh nó còn không thèm trốn mà quay lại công kích mãng xà. Cảnh này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy buồn cười, anh rất bội phục con chồn này. Chồn là một loài động vật có vú, phân bố chủ yếu ở dãy núi Ural, Siberia, Mông Cổ, Đông Bắc Trung Quốc. Có rất nhiều loài, hầu hết các loài chồn đều sống trên cây. Tất nhiên trừ vùng Đông Bắc và một số nơi khác ở Mông Cổ. Mãng xà chính là khắc tinh của chồn, khi chúng nhìn thấy mãng xà đều chạy trối chết, nhưng con chồn này không chạy mà ngược lại còn đánh nhau với mãng xà, điều này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy rất thú vị. Nhưng con chồn trước mặt anh có gì đó hơi khác biệt, tai dài, nhìn dáng vẻ của nó vô cùng ngốc nghếch, lông vàng óng, vô cùng đáng yêu. Ngay khi con chồn đang dùng móng vuốt của mình cào lên người mãng xà thì xảy ra chuyện. Con chồn trước mặt anh chính là tự tìm đường chết, chỉ dựa vào tốc độ nhanh mà cũng muốn đấu với mãng xà thì cuối cùng cũng bị thua thiệt. Chít! Sau khi móng vuốt của con chồn cào xước da của mãng xà thì mãng xà liền há miệng phun ra nọc độc màu đen lên trên người con chồn. Ngay sau đó con chồn liền bị choáng váng, tốc độ chạy cũng chậm lại. Sau đó con chồn bị đuôi của mãng xà quật cho một nhát, trong miệng nó phát ra tiếng kêu chít chít. Ngay sau đó con mãng xà uốn éo người. Há to miệng ra nuốt chửng con chồn. Trong lòng Dương Bách Xuyên ghét các loại rắn rết, hơn nữa anh cũng có cảm tình với con chồn lông vàng óng kia nên anh quyết định ra tay cứu con chồn một mạng. Dưới chân có một hòn đá bằng nắm tay, anh dùng sức đá hòn đá về phía mãng xà. Bụng mãng xà bị hòn đá đập vào đầu khiến đầu nó cũng bị vỡ, ầm một tiếng ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn tại chỗ. Sức lực của một cú đá này có thể giết chết con mãng xà. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên đi tới bên cạnh con chồn. Lúc này, con chồn bị dính độc của mãng xà đang nằm trên đất, mặc dù chưa chết nhưng tính mạng cũng nguy kịch. Cũng không thể coi thường độc của mãng xà được. Ai bảo mày có bộ dạng ngốc nghếch đâu, gặp được tao coi như mày may mắn. Dương Bách Xuyên ngồi xổm xuống ôm con chồn lên, trong lòng động một cái, một ít chân khí tiến vào cơ thể của con chồn. Chân khí của anh là tinh hoa của đất trời, có thể dư sức cứu được một con chồn. Thu tay về, anh đặt con chồn lên trên mặt đất. Chưa đầy một phút sau con chồn đã từ từ bò dậy, hoàn toàn phục hồi. Thấy cảnh này Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy chân khí của mình thật thần kỳ, anh thầm thì tu chân quả nhiên là một phương pháp thần tiên,
chỉ cần truyền chân khí trong cơ thể vào thân thể con trồn là có thể cứu nó, nếu như sau này có tu vi cao hơn nói không chừng còn có thể thi triển được phép thuật. Chít, chít. Lúc này, con trồn bò dậy và phát ra tiếng kêu to, sau đó nó đi tới bên cạnh con mãng xà, dùng móng vuốt của mình rạch bụng mãng xà. Sau khi nó quay đầu lại thì trong miệng đã ngậm một khối thịt đỏ thẫm. Đi tới bên cạnh Dương Bách Xuyên trong sự kinh ngạc của anh, nó chít chít kêu to. Dương Bách Xuyên khôi phục lại tinh thần, phát hiện đồ trong miệng con trồn là mật mãng xà, đây chính là đồ tốt, có thể bồi bổ nguyên khí, có tác dụng tốt đối với người tu luyện như anh. Khi con trồn sắp đưa mật mãng xà cho anh thì anh liền hỏi, cho tao sao? Chít chít, con trồn dường như hiểu được tiếng người liền gật đầu một cái, đặt mật mãng xà dưới chân anh. Dương Bách Xuyên kinh ngạc nhưng không cảm thấy kỳ quái khi gặp một con trồn có thể hiểu tiếng người. Trong thế giới động vật có rất nhiều động vật có linh tính, trong thực tế thì chó mèo cũng vậy. Trong kiến thức tu chân mà sư phụ truyền dạy còn có yêu tu chính là động vật được mở ra linh trí sau đó đi theo con đường tu luyện, thậm chí có thể biến thành hình người. Trên lý thuyết thì vạn vật sinh linh đều có thể tu chân. Cho nên Dương Bách Xuyên cũng không cảm thấy kỳ quái khi con trồn có thể hiểu được tiếng người. Đối với điều này, Dương Bách Xuyên cho rằng công lao là do sự tu luyện của bản thân, bởi vì chân khí trong cơ thể anh chính là tinh hoa của linh khí của trời đất, là món quà của thiên nhiên ban tặng cho nên con trồn không sợ anh. Cũng có thể là do trên người anh tản mát ra chân khí thu hút con trồn đó. Chít chít, lúc này con trồn phát ra một tiếng kêu to sau đó nhanh chóng biến mất sau bụi cây. Dương Bách Xuyên cũng không để ý, mặc dù nhìn con trồn ngốc nghếch đáng yêu nhưng anh cũng không có ý định bắt nó làm sủng vật. Lắc đầu một cái, Dương Bách Xuyên tiếp tục tìm thảo dược, trời không còn sớm nữa rồi. Vừa quay đầu lại thì Dương Bách Xuyên vui vẻ nhận ra con trồn đã quay đã trở lại. Nó đi tới bên cạnh Dương Bách Xuyên, mới đầu Dương Bách Xuyên không hiểu nó định làm gì nhưng nó đi tới và kéo ống quần anh thì anh liền biết con trồn muốn dẫn đường cho anh. Mày muốn tao đi theo mày hả? Dương Bách Xuyên hỏi. Chít chít, con trồn gật đầu. Dương Bách Xuyên đi theo sau lưng con trồn. Xuyên qua một bụi cây, lại đi qua một hang đá, sau đó đi đến chân núi. Móng vuốt của con trồn chỉ về một hướng, sau đó nó chạy đi. Dương Bách Xuyên thuận mắt nhìn theo, chỉ thấy con trồn đang vui sướng nhảy lên một bụi cây. Đây là một bụi cây rừng, bên trên có rất nhiều trái cây màu đỏ nhìn rất giống cà chua. Sau khi con trồn leo lên cây thì liều mạng gặm trái cây, Dương Bách Xuyên nhìn thấy mà chảy nước miếng. Tiến về phía trước. Dương Bách Xuyên vui mừng khôn xiết khi dưới gốc cây này thực sự có trung sa mọc ở đây. Dương Bách Xuyên bắt đầu đào thảo dược, đào được hơn 20 bụi thuốc mới dừng, ở đây có rất nhiều, từng mảng lớn, sau này lại tới đây. Sau khi gói dược liệu cẩn thận Dương Bách Xuyên đứng lên, lúc này có một cơn gió nhẹ thổi qua, truyền tới một mùi hôi thối giống hệt mùi trên người mãng xà. Giờ phút này Dương Bách Xuyên đã hiểu tại sao con trồn lại đánh nhau với mãng xà. Nhìn con trồn đang gặm cắn quả trên cây Dương Bách Xuyên nghĩ, chắc là con trồn đó muốn ăn trái cây rừng ở đây, nhưng đây lại là địa bàn của mãng xà nên nó mới đánh nhau với mãng xà. Dương Bách Xuyên không nhịn được cười khổ, nếu nguyên nhân thật sự là như vậy thì con trồn kia là một tên ham ăn. Chít chít, con trồn đang ở trên cây kêu chít chít, nó quơ móng vuốt tỏ ý bảo Dương Bách Xuyên leo lên. Cây trái dại nơi con trồn đang ngồi cách mặt đất khoảng 10 mét. Bên trên là một tảng đá không lớn lắm, một người bình thường leo lên độ cao 10 mét là một điều không dễ dàng, nhưng đối với Dương Bách Xuyên thì dễ như ăn bánh. Đứng dưới vươn tay lên là có thể leo lên, quả nhiên khi leo lên phía trên anh liền nhìn thấy một sườn núi rất rộng. Ở trung tâm của sườn núi là một cái hố có đường kính nửa mét, bốc ra mùi hôi thối nồng nặc. Không cần suy nghĩ Dương Bách Xuyên cũng biết, đây chắc hẳn là ổ của mãng xà. Con trồn này thích ăn trái cây rừng trước cửa hang của mãng xà. Quả nhiên, con trồn đánh nhau với mãng xà là vì thức ăn. Trồn háo ăn Dương Bách Xuyên lắc đầu cười khổ. Khi anh quay đầu lại liền thấy ở kẽ núi phía trên hang của mãng xà có hai bụi cây nhỏ, bụi cây thứ nhất màu trắng bạc, bụi thứ hai thì Dương Bách Xuyên biết, đó chính là nhân sâm hoang dã. Trong lòng mừng như điên, nhìn những chiếc lá của cây sâm, nó hẳn là một cây nhân sâm già. Đây là một thứ có giá trị, không ngờ tới tại đây có thể gặp được loại cây quý hiếm như vậy. Chưa kể rằng nơi này nằm trên vách đá ở lưng chừng núi, còn có mãng xà bảo vệ nên nó thực sự rất quý giá. Nếu không có người giúp thì đào nhân sâm từ khe đá rất khó khăn.
nhưng điều này cũng không làm khó được Dương Bách Xuyên. Lúc này anh vận chuyển chân khí, đưa tay về phía vách đá, đột nhiên dựng lực làm vỡ một tảng đá lớn. Hơn 10 phút sau Dương Bách Xuyên mới có thể đào được nhân sâm từ khe đá. Nó rất hoàn chỉnh, to hơn cổ tay của đứa bé, dễ chưa rụng, nhìn giống như một ông già. Mặc dù Dương Bách Xuyên không biết nhiều về nhân sâm, nhưng đã nghe nói rằng nhân sâm rất giống người, nhân sâm càng nhiều dễ, càng lâu năm tuổi thì càng quý. Nhìn nhân sâm trên tay, Dương Bách Xuyên rất phấn khích, tự nhủ, hôm nay thực sự là một ngày may mắn của mình, một ngày phiêu lưu. Ngay khi Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ về giá trị của nhân sâm trong tay mình, trên cánh tay trái đột nhiên nóng bừng lên. Hoa văn trên bình càn khôn phát ra một vầng hào quang mờ ảo. Anh vui mừng thốt lên, sư phụ. Anh biết sư phụ anh đã thức tỉnh, lập tức gọi một tiếng. Một lúc sau, quả nhiên có giọng của sư phụ Vân Thiên Tà nhắc nhở trong tâm trí anh, ta cảm nhận được linh khí của các vì sao. Bên tai Dương Bách Xuyên, giọng nói của sư phụ có chút phấn khích, có thể khiến ông phấn khích thì vật đó không phải tầm thường. Một giây sau, quả nhiên giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu, sao sư phụ lại cảm nhận được mùi của cỏ thần hồn thế. Trong tai Dương Bách Xuyên, giọng điệu của sư phụ hơi kích động, chắc chắn thứ có thể ảnh hưởng cảm xúc của ông không thể là vật tầm thường. Nghĩ vậy, Dương Bách Xuyên hỏi, sư phụ, người đang nói đến nhân sâm à? Thằng nhóc thối, ở tu chân giới, nhân sâm trên tay ngươi được gọi là cỏ hoàn dương, trong mắt phi sư của nhân sâm này mới 500 năm, miễn cưỡng dùng được. Chờ đến khi tu vi của ngươi đạt tới kỳ luyện khí viên mãn, sư phụ giúp ngươi đột phá trúc cơ. Vân Thiên Tà không xem trọng gốc nhân sâm này lắm. SSSS, nhân sâm 500 năm. Sư phụ nhìn không lọt mắt nhưng Dương Bách Xuyên lại khác. Anh biết rõ một gốc nhân sâm 500 năm có ý nghĩa như thế nào trên trái đất. Ở trái đất, đừng nói nhân sâm 500 năm, sâm rừng 300 năm đã bị người ta đào sạch không còn chút gì, huống chi là 500 năm. Anh đào được củ nhân sâm này, trong lòng đã xem như đào được bảo bối có tiền cũng không mua được. Tất nhiên Dương Bách Xuyên cũng biết sư phụ là tán tiên đỉnh cấp tại tu chân giới, linh dược bình thường không thể lọt vào mắt ông, có lẽ linh dược ở đó rất phong phú. Ngạc nhiên gì, 500 năm mà thôi, ở tu chân giới còn có cả nghìn năm vạn năm, thậm chí lâu hơn cũng có. Mỗi 500 năm thì kinh ngạc cái gì? Đối với đồ đệ giống như nhà quê mới lên, chưa từng nhìn thấy dáng vẻ phố phường, Vân Thiên Tà hơi khó chịu. Dương Bách Xuyên toát mồ hôi, hiểu thân phận khác nhau thì tầm mắt cũng không giống nhau. Anh không thảo luận chuyện nhân sâm với sư phụ nữa, miễn cho bị ông răn dậy, hỏi sang cái khác, sư phụ, vừa rồi người nói cỏ thần hồn là cái gì? Cỏ thần hồn là một loại cây thân màu trắng bạc, là bảo dược hiếm có, cho dù ở tu chân giới cũng không thường thấy. Không ngờ lại gặp được nó ở trái đất có linh khí mỏng manh này, xem ra thế giới của con cũng có rất nhiều linh dược tốt. Vân Thiên Tà cảm thán. Con nhìn cũng không thấy có gì đặc biệt, chẳng cảm giác được linh khí dao động, nó có công dụng gì thế? Dương Bách Xuyên hỏi. Con thì biết cái gì, đây là bảo dược chuyên môn dùng để bồi dưỡng thần hồn, tác dụng rất kỳ diệu. Lần trước sư phụ dùng lực lượng nguyên thần tẩy kinh phạt tủy cho thằng nhóc con đã tiêu hao rất nhiều, gốc cỏ thần hồn này sẽ giúp ta tu bổ thần hồn dễ dàng hơn, mau thu vào bình càn khôn cho ta. Giọng nói của Vân Thiên Tà hơi kích động. Dương Nghị Vân trợn trắng mắt. Sư phụ, người già nên hồ đồ rồi hả? Con đâu có dùng được bình càn khôn, người tự thu vào đi. Con đúng là đồ ngu, lần trước bình càn khôn đã hấp thụ máu tươi của con, xem như đã nhận chủ. Ban đầu con chẳng có tí tu vi nào nên không thể sử dụng, hiện tại đã là luyện khí tầng 1, chỉ cần dùng cảm giác là có thể sử dụng không gian dự trữ trong bình càn khôn. Tất nhiên bây giờ con chỉ dùng được một khoảng không gian rất nhỏ, muốn mở rộng cần phải cố gắng tu luyện mới được. Vân Thiên Tà không nhịn được mắng. Được rồi, Dương Bách Xuyên bị ông mắng đồ ngu cũng tức giận nói lớn, lão già đáng chết, kể từ lần trước người đặc biệt đi ra, nhét vào đầu con một tia ý thức đầy tin tức thì ngủ say như chết, hoàn toàn nuôi thả. Lần đầu tiên cảm nhận được linh khí trời đất đều là con tự mình tìm tòi, người có dạy chữ nào đâu, càng không nói gì về tác dụng của bình càn khôn, sao con biết cách sử dụng được hả? Con mà không tu luyện thì người cứ đợi trong bình càn khôn cả đời đi. Khụ, Vân Thiên Tà nín họng, hình như lời đồ đệ nói không sai, ông thân là sư phụ mà chưa từng dạy bảo đồ đệ. Sau khi nhét vào đầu đồ đệ một đống tin tức thì xem như hoàn thành nhiệm vụ, không thèm để ý nữa. Bị đồ đệ mắng là lão già đáng chết,
Vân Thiên Tà không cãi lại được. Ông không hề tức giận với xưng hô đó, ngược lại còn cảm thấy rất thân thiết, đã lâu lắm rồi không nghe thấy ai mắng mình như vậy. Khụ khụ, chẳng phải sư phụ tẩy kinh phạt tủy cho con nên nguyên thần bị tổn thương, phải ngủ say để khôi phục à? Ha ha, đồ nhi ngoan đừng tức giận, là vi sư sai sót, con vẫn nên cố gắng tu luyện, sư phụ còn trông chờ con thành tài mang sư phụ quay về tu chân giới đúc lại tiên thể đây. Vậy đi, hôm nay nhân dịp sư phụ tỉnh, con không hiểu chỗ nào trên việc tu luyện thì sư phụ giải thích cho con, sẽ không nổi giận lung tung. Con đường tu luyện, không tiến sẽ lùi, chờ sau này con đến tu chân giới, chắc chắn tiểu sư tỷ sẽ rất thích con. Nàng chính là tiên tử số 1 số 2 tu chân giới. Đến lúc đó sư phụ làm mai cho con, quả nhiên Vân Thiên Tà sợ Dương Bách Xuyên không tu luyện nữa thì ông sẽ mãi mãi bị vây khốn trong bình càn khôn. Sư phụ sợ đồ đệ nhỏ tức giận quá quẳng gánh giữa đường, hy vọng quay về tu chân giới của ông đều gửi gắm hết trên người Dương Bách Xuyên đấy. Trái đất này không thiếu gái đẹp, có gì đặc biệt? Dương Bách Xuyên hầm hừ. Ha ha, đồ nhi ngoan, tiểu sư tỷ của con là người đứng đầu một phái ở tu chân giới, dưới tay vô số môn đồ. Quan trọng nhất là môn phái của nàng đều là đệ tử nữ đấy. Vân Thiên Tà như đi guốc trong bụng đồ đệ nhỏ, mỗi một câu thốt lên đều đánh vào sở thích của đối phương. Sau khi nghe xong, Dương Bách Xuyên mềm lòng, ánh mắt sáng lên, lão già đáng chết, lần này tha thứ cho sư phụ đấy. Dứt lời, anh đổi chủ đề, con thật sự có một sư tỷ đứng đầu một phát ở tu chân giới. Toàn bộ môn phái đều là đệ tử nữ. Tất nhiên rồi, sao sư phụ lại đi lừa con chứ? Trừ tiểu sư tỷ, con còn có hai vị sư huynh nữa. Nói xong, Vân Thiên Tà cảm khái, lúc ở tu chân giới, trong ba đồ đệ của ta, chỉ có tiểu sư tỷ của con thích đùa giỡn, nói chuyện không biết lớn nhỏ, tới bây giờ vẫn không gọi ta một tiếng sư phụ đàng hoàng, giống hệt con lúc nãy, mở miệng ngậm miệng đều là lão già đáng chết hai, cũng không biết không có ta ở đó, hiện tại bọn nhỏ thế nào rồi. Cảm nhận sự nhớ nhung và đau lòng đầy ắp trong giọng nói của sư phụ. Dương Bách Xuyên đã hiểu, thật ra vừa rồi sư phụ dỗ anh là vì một tiếng lão già đáng chết kia khiến ông nhớ đến ba đồ đệ ở tu chân giới, chứ không phải vì ông sợ anh tức giận. Mặt khác, anh cũng nghe ra được sự áy náy trong lời dạy bảo của ông. Cảm nhận được tâm trạng của sư phụ, Dương Bách Xuyên mềm lòng, vừa rồi anh kích động tranh luận với sư phụ thôi, sao có thể thật sự không tu luyện. Nghĩ lại người sư phụ này của anh cũng đáng thương. Tàn hồn nguyên thần còn sót lại bị vây trong bình càn khôn, không thể tu luyện cũng không ra ngoài được, chỉ trông chờ bản thân ngày sau mang về tu chân giới. Tán tiên đỉnh cấp một đời, Vân Thiên Tà chí tôn, hôm nay lưu lạc đến tận đây, xem như là một loại xót xa. Nghĩ vậy, Dương Bách Xuyên cũng thấy xấu hổ, cười nói, sư phụ người đừng nóng giận, con chỉ nói nhảm thôi mà. Ha ha, làm sư phụ sống vô số năm tháng, tất nhiên biết rõ suy nghĩ trong lòng ngươi. Truyền thừa nói một ngày làm thầy cả đời làm cha. Ngược lại cũng thế, một ngày làm đồ đệ cả đời làm đồ đệ, chỉ là sư phụ nhớ tới mấy sư huynh sư tỷ của con mà thôi. Đúng rồi, sau này con cứ gọi ta là lão già đáng chết, để ta hoài niệm đấm sư tỷ sư huynh, miễn cho ngày sau quên mất, thật nhớ bọn họ. Giọng nói Vân Thiên Tà tràn ngập yêu thương. Sư phụ, lão già đáng chết, thầy không cho con gọi sư phụ mà kêu lão già đáng chết. Mặc dù để hoài niệm mấy người sư tỷ nhưng nói theo ngôn ngữ của địa cầu bọn con, chỉ một từ thôi, bị ổi. Thằng nhóc thúi, được rồi đừng ba hoa nữa, mau lấy cây cỏ thần hồn kia ra đây, sau đó con dùng suy nghĩ nối liền với bình càn khôn, trong lòng nghĩ thu cỏ thần hồn vào bình thì có thể thu vào. Làm xong, sư phụ giải thích một chuyện tu luyện cho con, bây giờ thời gian tàn hồn ta tỉnh không nhiều lắm. Chẳng qua đợi sau khi sư phụ hấp thu cỏ thần hồn. Thời gian thức tỉnh sẽ dài hơn một chút, đến lúc đó ta có thể dạy bảo ngươi chuyện tu luyện mỗi ngày. Dương Bách Xuyên gật gật đầu, cẩn thận lấy ra cỏ thần hồn tỏa ra màu trắng bạc sinh trưởng tại cửa hang rắn, sau đó dựa theo hướng dẫn của sư phụ tập trung suy nghĩ vào đồ án bình càn khôn trên cánh tay trái. Một giây sau, anh bỗng biến mất, xuất hiện trong một không gian chưa đến 10 mét vuông. Bốn phía là sương mù mờ mịt, dưới chân là bùn đất. Anh biết đây chính là không gian bên trong bình càn khôn. Tất nhiên hiện tại chỉ là suy nghĩ của anh cảm nhận được mà thôi, không phải người thật đi vào, không gian chứa đựng bên trong bình càn khôn hiện lên trong đầu anh. Anh lập tức tập trung ánh mắt vào cỏ thần hồn, trong lòng suy nghĩ thu nó vào bình càn khôn. Suy nghĩ này mới ra, cỏ thần hồn trong tay liền biến mất không thấy gì nữa, mà anh lại cảm giác được rõ ràng,
cỏ thần hồn đã bị thu vào không gian bên trong bình càn khôn. Trong lòng Dương Bách Xuyên đầy mừng rỡ, lúc này cũng nghĩ thu ba lô đào thảo dược vào luôn. Một giây sau, quả nhiên ba lô thảo dược đã vào bình càn khôn. Trong lòng lặng lẽ niệm ra ngoài, tất cả mọi thứ lại xuất hiện ở bên ngoài, quả thật vô cùng kỳ diệu. Vào, ra, anh làm không biết mệt. Lúc này giọng nói tràn ngập khinh thường của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên, được rồi, thằng nhóc con có thấy mất mặt không? Một cái không gian càn khôn nho nhỏ đã vui như vậy, sau này học được pháp thuật, biết bay trên trời trốn dưới đất, con còn sẽ đến mức nào? Mau lên, đừng đùa giỡn nữa, sư phụ giải thích việc tu luyện, bí mật trong bình càn khôn rất nhiều, sau này con chậm rãi nghiên cứu. Ha ha, không phải con cảm giác thần kỳ quá à? Dương Bách Xuyên xấu hổ dừng lại. Về sau phải nghiêm túc xin sư phụ chỉ bảo chuyện tu luyện, bao gồm cả đan chú nhan anh muốn luyện chế nhất và một chút y thuật, lý thuyết y học vân vân. Vốn nghĩ sẽ nhanh chóng trở về, thế nhưng là hai thầy trò vừa nói đã hết một đêm. Ngày hôm sau, buổi học cuối cùng cũng dừng lại khi trời sáng, sư phụ Vân Thiên Tài yếu ớt nói, tốt rồi, sư phụ truyền thụ cho con chút này, đủ để con tu luyện tới tầng 9 luyện khí kỳ viên mãn. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện là có thể đạt tới, đừng quên sau khi tu vi tăng lên thì luyện chế một chút đan dược, có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của con, sư phụ phải đi luyện hóa cỏ thần hồn bổ sung lực lượng nguyên thần bị tiêu hao. Mặt khác, huyết mạch của con trồn trên cái cây kia không đơn giản, đã bắt đầu có dấu hiệu thông linh, dùng nó, nói không chừng ngày sau có thể trở thành linh thú chiến đấu của con, nhớ lấy con đường tu luyện không tiến thì lùi, không thể lười biếng, tự giải quyết cho tốt. Giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà biến mất, ánh sáng của đồ án bình càn khôn trên cánh tay trái cũng biến mất không thấy gì nữa, Dương Bách Xuyên biết rõ sư phụ lại chìm vào trong giấc ngủ rồi. Một đêm này anh thu hoạch được rất nhiều, vừa quay đầu đã nhìn thấy con trồn đã ăn uống no say đang nằm ngủ trên tàng cây, Dương Bách Xuyên nở nụ cười như bà ngoại sói. Một đêm này anh thu hoạch được khá lớn, vừa quay đầu lại, anh đặt ánh mắt ở trên người con trồn đang ngồi xổm trên cây ăn uống no nê rồi ngủ gật. Dương Bách Xuyên lộ ra nụ cười giống như bà ngoại sói. Con trồn này có thể lấy được một dòng màu có giá trị từ trong miệng sư phụ thật không đơn giản, Dương Bách Xuyên vô cùng tin tưởng, cho nên anh quyết định bắt cóc con trồn này từ núi lớn về đây. Vấn đề hiện tại chính là không biết con trồn có đồng ý hay không, nó đã học được hình dáng con người rồi, nếu như nó đồng ý đi với anh thì không còn gì tốt hơn rồi, nhưng nếu nó không muốn thì Dương Bách Xuyên đành chuẩn bị dùng vũ lực. Đương nhiên đây chỉ là kế sách tạm thời, ai cũng hiểu đạo lý dưa hái lúc còn xanh sẽ không ngọt. Bàn chân Dương Bách Xuyên khẽ di chuyển, con trồn đang ngồi xổm trên cây ngủ gật lập tức dựng lỗ tai mở hai mắt ra, bộ dáng vô cùng cảnh giác, nhưng sau khi nhìn thấy là Dương Bách Xuyên, lỗ tai nó lại kéo xuống tiếp tục nhắm hai mắt rồi ngủ tiếp. Đúng là một tên tham ăn tham ngủ. Trồn con, tao phải đi rồi, tao mang mày đi cùng có được không? Tao có rất nhiều đồ ăn ngon. Trong lúc nói chuyện, Dương Mỗ lấy một viên kẹo từ trong túi ra, đây là kẹo anh đi siêu thị mua đồ được tặng, anh cũng không chắc chắn con trồn có thể ăn hay không. Không biết con trồn có thể nghe hiểu những gì anh nói không? Dù sao cứ thử nói chuyện trước đã, tóm lại con trồn hiểu tính người là thật, chắc là có thể nghe hiểu những gì anh nói. Chi chi, miệng con trồn kêu chi chi, mũi ngửi ngửi, từ trên cây nhảy xuống. Nhảy thẳng lên bả vai Dương Bách Xuyên, ánh mắt nhìn chằm chằm viên kẹo trong tay Dương Bách Xuyên. Để lộ biểu cảm nhân tính rất tham ăn. Dương Bách Xuyên cười ha ha, lột vỏ kẹo ra và cho vào trong miệng con trồn. Nhìn con trồn ăn bộ dáng rất say mê, Dương Bách Xuyên biết là lừa gạt con trồn này chắc không có vấn đề gì. Hơn nữa, con trồn nhảy lên vai anh cũng không sợ hãi chút nào, không biết là lá gan lớn hay là thật sự gần gũi với mình, dù sao đây cũng là chuyện tốt. Đối với chuyện anh lừa gạt con trồn cũng rất tốt. Nhấc chân đi vài bước, thấy con trồn không có ý định có từ bả vai nhảy xuống chạy trốn, Dương Bách Xuyên lập tức yên tâm. Sau đó chuẩn bị rời đi, nhưng nghĩ lại, nếu con trồn thích ăn loại trái cây rừng không tên này thì anh cứ hái đi, dù sao bây giờ anh có thể sử dụng không gian dự trữ trong bình càn khôn, có rất nhiều chỗ để bỏ những thứ kia. Anh trèo lên cây hái tất cả những trái cây rừng màu đỏ mê người xuống. Dùng niệm trong đầu lập tức bỏ vào không gian trong bình càn khôn. Hành động này chọc cho con trồn không vừa lòng kêu to, trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động từ không gian lại lấy thêm hai quả ra tay cười nói, quỷ tham ăn, tao giúp mày giữ gìn thôi, mày có thể muốn ăn bất cứ lúc nào,
hình như có khoảng hơn 100 quả đủ để cho mày ăn. Chi chi. Con trồn kêu chi chi gật đầu, giống như thật sự nghe hiểu, nó lấy một quả từ trong tay Dương Bách Xuyên, lép nhép ăn ngấu nghiến. Dương Bách Xuyên nhìn một trái cây rừng không tên còn sót lại trong tay, đỏ tươi trong suốt, tản ra hương vị trái cây rừng nhàn nhạt vốn có, anh không khỏi nuốt nước bọt, suy nghĩ một hồi nếu con trồn ăn không sao thì người ăn chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ. Dương Bách Xuyên rất muốn ăn một quả nên lập tức cắn một miếng trái cây rừng này, dù sao anh tin tưởng mình có chân khí trong người, cho dù có độc cũng không sợ. Mới cắn một cái nước đã chảy ào ạt. Cảm giác đầu tiên là ngọt, rất ngọ, ngọt ngào không ngấy. Hơn nữa còn kèm theo vị chua nhàn nhạt, vừa lúc trung hòa vị đắng và ngọt ngào, làm nổi bật hương vị của nó. Mới ăn được một quả, ánh mắt Dương Bách Xuyên tỏa sáng. Làm sao cũng không ngờ ở trong núi sâu lại gặp phải trái cây rừng ngon như vậy, hương vị này còn ngon hơn bất cứ loại trái cây nào bán trên thị trường. Ánh mắt anh đột nhiên lóe sáng, nảy ra một ý nghĩ. Nghĩ đến không gian mặt đất trong bình càn khôn là bùn đất, không biết có thể rời gốc cây ăn quả này vào không gian càn khôn không đây? Cây ăn trái cây rừng có thể được mãng xà canh giữ và con trồn vì ăn trái cây rừng mà chém giết mãng xà, toàn bộ núi lớn Tần Lĩnh chắc là không có nhiều lắm. Quan trọng là ăn quá ngon. Cho nên Dương Bách Xuyên này sinh lòng ham muốn, nếu như ngày sau có thể thường xuyên ăn được loại trái cây này, chẳng phải là mỹ vị sao? Một nguyên nhân khác là trong đầu Dương Bách Xuyên nắm giữ một lượng lớn kiến thức y thuật trị bệnh, hiện tại không dám nói là thần y, nhưng chắc chắn có thể xưng là bậc thầy y học trên trái đất, vừa mới ăn một trái cây rừng mà Dương Bách Xuyên đã phân tích ra mấy đặc điểm. Phát hiện loại trái cây rừng này có tác dụng nâng cao tinh thần, thúc đẩy hệ tiêu hóa, tăng khả năng ăn ngon miệng, tuyệt đối là loại trái cây phái nữ rất thích, anh thầm nghĩ giữ lại sau này cho em gái. Nghĩ là làm liền, Dương Bách Xuyên đứng ở bên cạnh cây ăn quả rừng và tập trung tinh lực ở trên cây ăn quả, trong lòng nghĩ thu vào không gian càn khôn. Sau một khắc, gốc cây ăn quả rừng này khẽ run rẩy, bình càn khôn trên cánh tay trái của Dương Bách Xuyên cũng phát ra ánh sáng yếu ớt. Anh có thể cảm nhận được một năng lượng hình thành giữa không gian trong bình càn khôn và cây ăn quả rừng. Vù! Ngay sau đó cây ăn quả rừng đã biến mất tại chỗ. Mà trong cảm ứng Dương Bách Xuyên phát hiện không gian trong bình càn khôn xuất hiện một gốc cây ăn quả. Lúc này trong lòng anh mừng rỡ, thành công rồi. Sau khi di chuyển cây ăn quả rừng vào không gian trong bình càn khôn, trong nháy mắt đã cắm rễ ở trong bùn đất. Nhìn qua giống như vốn nó ứng với bùn đất ở không gian trong bình càn khôn vậy, không xuất hiện chút dấu vết di chuyển nào. Dương Bách Xuyên đã từng nghe sư phụ nói, bình càn khôn chính là báu vật trời đất, những bí mật bên trong ngay cả sư phụ cũng không thăm dò được bao nhiêu. Di chuyển cây ăn quả rừng trồng vào đó, lập tức rất tự nhiên cắm rễ ở trong bùn đất, điều này nói rõ bình càn khôn không tầm thường. Dương Bách Xuyên cũng rất coi trọng bình càn khôn, nhưng hiện giờ tu vi của anh quá thấp. Căn bản không có cách nào đi nghiên cứu kỹ càng, chỉ có thể đợi sau này lại nghiên cứu kỹ. Chuyến đi này có thể nói là thu hoạch rất lớn, làm cho Dương Bách Xuyên vui vẻ nhất vẫn là nhận được tác dụng của việc sử dụng không gian trong bình càn khôn, có không gian nghịch thiên này tồn tại, sau này anh làm việc cũng thuận tiện đến nỗi không thể tưởng tượng được. Hơn nữa từ việc di chuyển cây ăn quả rừng mà xem, không gian trong bình càn khôn còn có thể trồng cây cối, điểm này trợ giúp rất nhiều cho việc tu luyện sau này của anh. Trước khi đi, Dương Bách Xuyên đã rời một số dược liệu từ xe vào không gian trong bình càn khôn, để đề phòng bất cứ tình huống nào. Lúc xuống núi, ban đầu anh còn lo lắng con trồn sẽ làm ầm ĩ nên đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để cưỡng chế bắt cóc con linh thú này, thế nhưng mãi cho đến khi xuống núi con trồn này cũng không náo loạn gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi xổm trên vai Dương Bách Xuyên, điều này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên rất vui mừng. Có điều, anh phát hiện ra một vấn đề, con trồn này vô cùng tham ăn. Mức độ yêu thích kẹo còn hơn cả thèm trái cây rừng. Dọc đường đi xuống núi, anh không chỉ có vài viên kẹo đều bị con trồn này ăn hết, trong miệng còn kêu chi chi muốn ăn, anh đành phải an ủi con trồn. Sau khi đến thôn Dược Vương, Dương Bách Xuyên trực tiếp mua cho con trồn một đống kẹo, con vật nhỏ vui mừng kêu chi chi. Vì tiện cho việc mang theo sau khi xuống núi, Dương Bách Xuyên bỏ con trồn vào trong ba lô, anh cũng không muốn chuốc phiền phức bị người ta tố cáo bắt động vật hoang dã. Sau khi ngồi xe buýt hơn một giờ, cuối cùng cũng trở lại phòng trọ, Dương Bách Xuyên thả con trồn ra, vật nhỏ kia tò mò quan sát phòng của Dương Bách Xuyên, nhảy lên nhảy xuống, Dương Bách Xuyên mặc kệ nó nhảy nhót, anh thì bắt đầu nghiên cứu chế tạo hữu thuật chú nhan.
Trên thực tế, Hữu Thuật Chú Nhan là một quyển điển tịch bao hàm 9 phương thuốc làm đẹp chính, bên trong có 9 loại đan để luyện phương thuốc, Dương Bách Xuyên chỉ nghiên cứu một loại trong số đó, là một phương dễ dàng nhất gọi là Chú Nhan Nhất Giai Đan, anh gọi tắt là Đan Chú Nhan. Đan Chú Nhan xem như trước mắt Dương Bách Xuyên có thể tìm đủ dược liệu và chắc chắn nghiên cứu chế tạo ra đan dược làm đẹp, dù cần nhiều dược liệu hơn nữa cũng không thành vấn đề nhưng lại đòi hỏi tu vi rất cao, Dương Bách Xuyên không có cách nào để nghiên cứu chế tạo. Đây xem như là luyện đan thật sự. Nhưng tu vi của Dương Bách Xuyên có hạn, cũng không có lò luyện đan thích hợp, chỉ có thể đơn giản hóa việc luyện chế. Điều quan trọng của việc luyện chế đan dược là chắt lấy tinh hoa của dược liệu, sau đó hòa lại với nhau rồi ngưng tụ thành đan. Dương Bách Xuyên định dùng bếp từ để nấu lấy tinh hoa của dược liệu, cuối cùng hòa lại. Đương nhiên quan trọng nhất là cuối cùng luyện ra được tinh hoa của 26 loại dược liệu rồi dùng chân khí ngưng tụ chúng lại. Mặc dù là bước cuối cùng nhưng cũng là bước quan trọng nhất, bước này mà thiếu chân khí thì coi như vô ích. Đặt nồi sắt lên bếp từ rồi bật lên, Dương Bách Xuyên bắt đầu luyện dược liệu, thỉnh thoảng lại thêm nước vào để phòng bị khét. Ngay từ đầu, do không khống chế tốt lực lửa lớn nhỏ cùng với lượng nước thêm vào, Dương Bách Xuyên liên tục làm hỏng 5 phần dược liệu, tổng cộng 10 phần dược liệu đã lãng phí hơn phân nửa rồi. Có điều, anh cũng không quá nóng vội, anh biết mọi việc đều cần cả một quá trình. Làm thí nghiệm cũng không phải một lần là có thể thành công, thất bại vài lần mới rút ra bài học, nắm chắc kinh nghiệm sẽ nhanh chóng tiến tới thành công. Dương Bách Xuyên kiên trì không từ bỏ cuối cùng cũng được đền đáp, lúc luyện phần thứ 6, anh đã khống chế được lực lửa lớn nhỏ và lượng nước thêm vào nên đã luyện chế thành công. Nhìn nước thuốc đậm đặc ngưng tụ trong nồi, Dương Bách Xuyên rốt cuộc cũng nở nụ cười. Bây giờ chỉ cần chờ nước thuộc nguội bớt rồi dùng chân khí ngưng kết là thành công. Tắt bếp từ đi, Dương Bách Xuyên nhẹ nhàng thở ra. Lúc này anh mới phát hiện khắp phòng đều là mùi thuốc đông y nồng nặc nên vội vàng đi qua mở cửa sổ cho thoáng gió, nửa tiếng sau mùi hôi mới tản đi. Nước thuốc trong nồi cũng gần như nguội hẳn, anh đi qua ngửi thử rồi đậy nắp nồi lại, lập tức cầm lấy nồi sắt đặt trong lòng bàn tay, khởi động chân khí trong cơ thể, chân khí đột nhiên toát ra cuồn cuộn không ngừng bắt đầu quanh quẩn quanh nồi sắt. Ngay lập tức, toàn bộ nồi sắt bắt đầu nóng lên. Bước cuối cùng chính là dùng chân khí xuyên qua nồi sắt ngưng kết nước thuốc, chẳng khác nào cho nước thuốc vào tinh khí trời đất tinh khiết, đánh thức tinh hoa của dược liệu để đạt tới hiệu quả cao nhất của dược hiệu. 5 phút sau, Dương Bách Xuyên nhìn xuyên qua nắp nồi thủy tinh thấy nước thuốc bên trong đã ngưng kết thành một khối, hơn nữa cũng phát ra mùi thuốc nồng đậm thì biết đã thành công rồi. Sau đó anh lấy một nồi dược cao ra, làm thành từng viên thuốc to bằng hạt đậu nành, coi như là thành đan rồi. Chẳng qua Dương Bách Xuyên hiểu rõ mình làm ra cái này chỉ có thể xem như giả đan chú nhan. Đan chú nhan thật sự là cần lò luyện đan và chân hỏa đến luyện chế, những thứ này anh lại không làm được, bây giờ giả đan chú nhan hiệu quả chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng Dương Bách Xuyên tin là đối với người thường thì làm đẹp như vậy là đủ rồi. Dựa theo tính toán, một nồi dược cao được Dương Bách Xuyên phân ra 1.500 viên đan chú nhan, bây giờ chỉ cần thử xem hiệu quả như thế nào. Một khi có hiệu quả, anh sẽ nhận được thùng tiền đầu tiên. Sau khi tìm một cái bình thủy tinh rỗng rồi cất kỹ đan chú nhan, Dương Bách Xuyên mới thu dọn 5 phần nước thuốc bị anh luyện chế hỏng, vừa thu dọn trong lòng anh vừa rỉ máu. Anh đã mua tổng cộng 10 phần dược liệu để luyện chế, tiêu phí của anh gần 9.000 đồng bạc, 5 phần luyện chế hỏng này gần như lãng phí mất 4.000 đồng tiền. Bây giờ trên người anh không có tiền. Ngay lúc Dương Bách Xuyên vừa mới thu dọn rác xong thì tiếng gõ cửa vang lên. Tính toán thời gian cũng sắp đến lúc trả tiền thuê phòng trọ, anh tưởng là chủ nhà đến thúc giục đóng tiền thuê phòng. Hôm qua anh đi một vòng thôn Dược Phương, hiện giờ trên người còn không tới 300 đồng, cũng không đủ trả tiền thuê phòng. Trong lòng Dương Bách Xuyên đang nghĩ nên nói thế nào để chủ nhà cho anh thư thả vài ngày, sau đó anh mở cửa phòng ra. Nhưng một giây sau khi mở cửa, anh sửng sốt khi nhìn thấy người ngoài cửa. Không ngờ lại là gái đẹp tìm tới cửa, Dương Bách Xuyên lập tức nở nụ cười, thật đúng là ngủ gật lập tức có người tặng gối đầu, đang buồn vì chưa tìm được người thí nghiệm thuốc thì lại có gái đẹp chủ động đưa tới cửa. Nhưng một giây sau khi mở cửa, anh sửng sốt khi nhìn thấy người ngoài cửa, không ngờ lại là gái đẹp tìm tới cửa, Dương Bách Xuyên lập tức nở nụ cười, thật đúng là ngủ gật lập tức có người tặng gối đầu, đang buồn vì chưa tìm được người thí nghiệm thuốc thì lại có gái đẹp chủ động đưa tới cửa. Xuất hiện ở cửa là một cô gái đeo khẩu trang, hơn nữa còn mang theo kính râm, lúc Dương Bách Xuyên mở cửa, cô ta cũng không có nói gì mà chỉ lẳng lặng đứng ở cửa.
Nhưng, Dương Bách Xuyên hiện tại là ai chứ? Anh hiện tại là tán tiên truyền nhân, là tu chân nhập môn, là người tu chân có cảnh giới ở luyện khí kỳ tầng 1. Có thể nói không khoác lác chứ, bây giờ Dương Bách Xuyên tập trung tinh thần cảm giác và nhạy cảm đều mạnh hơn người thường, phàm là người từng tiếp xúc với anh đều có thể bị anh nhớ kỹ, lợi hại nhất chính là người tu chân có thể cảm nhận được hơi thở của người khác. Mỗi người trên thế giới này đều là duy nhất, mỗi người đều có hơi thở của riêng mình. Người này ở trong cảm giác của Dương Bách Xuyên thoáng cái đã bị nhận ra. Không ai khác chính là Liễu Linh Linh, hoa khôi lớp cũng là hoa khôi của trường. Hơn nữa cô gái biết phòng trọ của Dương Bách Xuyên cũng chỉ có một mình Liễu Linh Linh. Cho nên sau khi mở cửa, Dương Bách Xuyên đã lập tức nhận ra cô, mặc dù Liễu Linh Linh không nói gì còn đeo kính râm và khẩu trang, nhưng với Dương Bách Xuyên cũng không có gì khác. Che chắn kín như thế cậu không sợ bị nổi mụn à? Dương Bách Xuyên cười nói một câu. Dương Bách Xuyên ngươi là chó à? Bà đây bịt kín như thế cậu còn nhận ra được. Liễu Linh Linh vừa nói chuyện vừa đi vào cửa. Đến chỗ tôi làm gì? Dương Bách Xuyên hỏi. Liễu Linh Linh tháo kính râm xuống trừng mắt nói, bà đây phục cậu rồi, một đại mỹ nữ như ta tìm tới cửa, người khác muốn cậu còn không được, sao đến cậu lại là vẻ mặt ghét bỏ thế, bà đây có kém như vậy sao? Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt nói, cậu mau té đi, ở cùng một chỗ với cậu sẽ không có chuyện gì tốt, ông đây luôn gặp xui xẻo, cậu sẽ không có việc gì cần đến chỗ tôi chứ? Đừng nói là nhớ tôi. Mấy ngày không gặp bà đây đích thật nhớ cậu, không được sao? Ánh mắt Liễu Linh Linh lóe lên. Ách câu này cậu lừa người khác còn được, ông đây không có hứng thú với cậu. Dương Bách Xuyên nói rất dứt khoát. Liễu Linh Linh vừa nghe lời này, lúc này lập tức nổ tung, lông mày Dương lên chanh chua nói. Dương Bách Xuyên, cậu tôi đánh chết cậu, tức chết bà đây. Trong lúc nói chuyện, Liễu Linh Linh dương nhanh múa vuốt về phía Dương Bách Xuyên, dùng đôi tay trắng nõn đấm đá muốn chút giận. Nhưng lại bị Dương Bách Xuyên giơ tay bắt lấy cổ tay, thân thể Liễu Linh Linh mất thăng bằng trực tiếp dán lên người Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng không ngờ Liễu Linh Linh lại yếu đuối như vậy, anh cảm giác mình không dùng sức nhưng cô thế nào lại ngã lên người anh. Tức thì, một hương thơm từ cơ thể thiếu nữ nhàn nhạt chui vào lỗ mũi, trên lồng ngực cũng cảm nhận được sự mềm mại thoải mái, đột nhiên Dương Bách Xuyên phản ứng lại, trò đùa này hơi quá trớn rồi. Giống như bị điện giật anh buông Liễu Linh Linh ra nói, khụ khụ, không phải tôi cố ý, thật sự. Anh cười xấu hổ cười lui về phía sau một bước né tránh. Trong lòng Liễu Linh Linh cũng cảm thấy buồn bực, lần trước bị tên khốn khiếp Dương Bách Xuyên này nhìn thấy hết cơ thể, lúc này đây lại bị anh sờ ngực, cả người cô như nhũn ra ngồi trên giường Dương Bách Xuyên, cảm giác trên mặt nóng rực lên, nếu không phải đeo khẩu trang, lúc này mặt đã có thể thành táo đỏ rồi. Trong lòng cô hận Dương Bách Xuyên đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng Liễu Linh Linh cũng biết tên khốn khiếp này thật sự không phải cố ý, nguyên nhân chính là do người mình, cô có nhược điểm chính là bị người khác phái đụng chạm cả người sẽ nhũn ra, không hề có sức lực. Liễu Linh Linh hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, cô chuyển đề tài nói tránh đi, tên khốn khiếp nhà cậu mấy ngày nay đang làm gì thế, gọi điện thoại cho cậu cũng không liên lạc được. Tôi đến nông thôn mà điện thoại di động hết pin, sao nào? Cậu thật sự nhớ tôi à? Dương Bách Xuyên cười ha ha nói. Bà đây sẽ nhớ cậu mới là lạ, mẹ nó, tôi có chuyện cần tìm cậu giúp đỡ. Liễu Linh Linh trong lúc nói chuyện đã cởi khẩu trang xuống tiếp tục nói, trên mặt tôi vô duyên vô cớ nổi mụn, cũng đã uống thuốc theo lời bác sĩ, nhưng mụn không chỉ không biến mất mà ngược lại càng nhiều hơn, cậu không phải thầy lang sao, chỉ bà đây cách nào chữa trị đi. Trong lúc nói chuyện, Liễu Linh Linh ngước khuôn mặt lo lắng nhăn nhó lên. Cô bị nổi mụn trên mặt làm không dám ra ngoài, xin nghỉ mấy ngày ở nhà trốn tránh. Đối với các cô gái, mụn trên mặt giống như một bầu trời sụp đổ, nhất là ở trường Liễu Linh Linh lại được gọi là hoa khôi của lớp của trường. Dương Bách Xuyên nhìn khắp khuôn mặt Liễu Linh Linh đều là mụn, đột nhiên không khỏi bật cười, vốn trong lòng còn đang tính toán làm thế nào để lừa gạt cô thử hiệu quả của thuốc đan chú nhan cho mình, bây giờ nhìn thấy mụn trên mặt cô cũng đỡ tốn công sức lừa gạt. Cũng biết mấy ngày trước tại sao Liễu Linh Linh không đi học, thì ra là bị nổi mụn trên mặt nên không dám ra ngoài. Liễu Linh Linh là người sinh ra ở thành phố Kinh Đô cũ, cô về nhà cũng thuận tiện. Dương Bách Xuyên, cậu thật quá đáng, trên mặt bà đây nổi nhiều mụn thế này, cậu không quan tâm thì thôi, bà đây coi cậu là bạn chung chăn gối, tin tưởng như thế mới tới tìm cậu, mẹ nó, cậu còn dám chê cười tôi. Liễu Linh Linh chừng đôi mắt phượng liếc Dương Bách Xuyên và mắng chửi một trận.
Bạn chung chăn gối em gái nhà cậu đấy, ông đây là đàn ông thẳng, bớt coi tôi là bê đê đi. Ha ha, Dương Bách Xuyên nhìn mặt Liễu Linh Linh lại nhìn không được cười. Cậu còn cười, mắt Liễu Linh Linh đã đỏ lên, mấy ngày nay cô bị nổi mụn trên mặt đến nỗi buồn muốn chết, nếu như không có chuyển biến tốt cô định đến Yên Kinh hoặc Ma Đô để điều trị. Hôm nay sở dĩ tới tìm Dương Bách Xuyên, cũng là trong lòng nhất thời xúc động, một phần là Dương Bách Xuyên trị cơn đau bụng kinh giúp cô thật sự có hiệu quả rõ rệt, nên cô nghĩ không biết anh có thể trị mụn trên mặt không. Mặt khác là vì bản thân Liễu Linh Linh cũng không biết chuyện xảy ra như thế nào, dù sao từ đêm đó sau khi cô được Dương Bách Xuyên cứu từ trong tay Nguyễn Văn Hạo, trong lòng lại nảy sinh một loại cảm xúc khó hiểu đối với Dương Bách Xuyên, ngay cả chính cô cũng nghĩ không ra. Hơn nữa, cả ngày hôm qua gọi điện thoại cho Dương Bách Xuyên cũng không liên lạc được, cô thật sự nhìn không được mới trực tiếp tìm tới cửa, một là đến xem tên khốn khiếp này đang làm gì, thứ hai thử vận may xem Dương Bách Xuyên có thể chữa khỏi mụn trên mặt cô không. Dương Bách Xuyên nhìn biểu cảm muốn khóc trên mặt Liễu Linh Linh, cũng không đành lòng trêu chọc cô nữa, anh thu hồi nụ cười nói, hôm nay coi như cậu có lợi, trong tay ông đây đúng lúc có một loại thuốc làm đẹp thần kỳ vô cùng đắt tiền rất quý giá, ước chừng xua đuổi một đống mụn trên mặt cậu, chờ đấy, bây giờ tôi lập tức điều trị cho cậu. Thật sao, cậu không lừa gạt tôi đấy chứ? Liễu Linh Linh vừa nghe thấy ánh mắt cũng bắt đầu phát sáng. Ông đây đã lừa gạt cậu bao giờ chưa? Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, đi qua lấy hai viên đan chú nhan đựng trong bình thủy tinh ra. Uống một viên vào, viên còn lại đắp lên mặt cậu thử xem, hiệu quả chắc là rất nhanh. Anh đưa một viên đan chú nhan cho Liễu Linh Linh. Dương Bách Xuyên, đây là thứ gì vậy, đen thui có thể ăn được không? Đừng để bà đây ăn vào rồi chết đấy, hay là thuốc mê tình gì đó. Liễu Linh Linh nửa tin nửa ngờ. Em gái nhà cậu đấy, giờ có muốn ăn hay không? Tôi còn không có để cho. Dương Bách Xuyên trừng mắt làm bộ muốn lấy lại. Lần này Liễu Linh Linh lại nóng lòng, cô thật sự rất muốn chữa khỏi mụn trên mặt rồi, lúc này kêu to, tôi ăn, bà đây bất chấp tất cả, bị cậu bóp bóp xoa xoa bà đây cũng chấp nhận. Trong lúc nói chuyện, cô lấy viên đan chú nhan từ trong tay Dương Bách Xuyên rồi tránh đi nuốt thẳng vào bụng. Dương Bách Xuyên nghe cô nói vậy, trên mặt nổi đầy hắc tuyến, nếu không phải thấy cô là con gái. Anh thật muốn một cú đá chết cô rồi. Bóp bóp xoa xoa cái gì, cậu nghĩ nhiều rồi đấy, lần đầu tiên của ông đây chỉ có thể giữ lại cho người tôi yêu nhất, sao có thể cho cậu hưởng lợi được. Dương Bách Xuyên nói chuyện với Liễu Linh Linh thật sự không hề khách sáo, dù sao hai người đấu võ mồm cũng quen thói như vậy rồi. Tôi khinh, giả bộ trong trắng cái gì chứ, còn lần đầu tiên Liễu Linh Linh bày ra bộ dáng nôn mửa, lập tức chẹp miệng sau đó hào hứng rồi, ôi, khoan hãy nói đã. Mùi vị của viên thuốc này cũng không tệ, không quá đắng mà còn rất ngọt ngào. Dương Bách Xuyên, một viên có tác dụng không? Hay là cậu cho tôi thêm viên nữa đi? Bệnh thần kinh à, đây là đan dược, rất đắt tiền đấy biết không? Một viên để uống, còn một viên cho cậu đắp lên mặt cũng đủ rồi, chờ chút tôi đắp cho cậu. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên tìm một cái chén rồi bỏ một viên đan chú nhan khác vào chén nhỏ, thêm một chút nước sạch. Dùng ngón tay khuấy động vào trong chén để đan dược hòa tan ra rồi bôi lên mặt Liễu Linh Linh. Mẹ ơi, sao cậu lại dùng ngón tay khuấy vào thế, thật ghê tởm. Liễu Linh Linh nhìn thấy hành động của Dương Bách Xuyên, vẻ mặt ghê tởm. Tôi nói này Đại Thiên Kim Liễu, mẹ nó, cậu thích ý kiến à, có muốn đắp không? Không đắp thì thôi, ông đây không hầu hạ nữa, người bị nổi mụn cũng là cậu không phải tôi. Dương Bách Xuyên đặt chén nhỏ lên bàn trà, không để ý tới cô nữa. Ách nhắc tới mụn trên mặt, Liễu Linh Linh đành chịu thua, cô thật sự cãi không lại Dương Bách Xuyên. Ở trước mặt chàng trai thì cô khác chính là nữ thần, ở trước mặt Dương Bách Xuyên lại chỉ là cô gái bình thường, thật đúng là hết cách với tên khốn khiếp này, bị anh ghét bỏ mắng chửi, đã không tức giận mà trái lại còn cảm thấy rất thân thiết. Vì những cục mụn trên mặt, vì nhan sắc thanh xuân của bà đây, tôi nhịn. Em mờ thầm nói một câu, sau một khắc Liễu Linh Linh nặn ra khuôn mặt tươi cười nhìn Dương Bách Xuyên nói. Được rồi, đừng tức giận nữa, cậu tài giỏi nhất, mau lại đắp cho tôi đi, có được không vậy? Liễu Linh Linh nói một cách nũng nịu làm cho xương cốt cả người Dương Bách Xuyên đều mềm nhũn, khác với cách làm nũng của Tiền Tiểu Bối, giọng nói của Liễu Linh Linh làm cho người ta nghe thoải mái, miễn dịch giảm mạnh xuống. Ách cậu thật biết nói chuyện, ông đây đắp cho cậu là được chứ gì? Dương Bách Xuyên thật sự chịu không nổi cách Liễu Linh Linh làm nũng. Anh cầm lấy chén trực tiếp dùng ngón tay bôi lên mặt Liễu Linh Linh một lớp nước đan dược chú nhan.
Được rồi, nửa tiếng nữa hãy rửa sạch xem hiệu quả thế nào. Cảm ơn anh Xuyên. Nói tiếng người đi, tôi không thể chịu nổi sự làm nũng của cậu, mẹ nó, đừng ở đấy mà quyến rũ tôi, có tin tôi làm cậu luôn không? Dương Bách Xuyên hung tợn nói. Nhưng đổi lại là Liễu Linh Linh lại cười khanh khách không ngừng. Mặc dù thật sự quen biết với Dương Bách Xuyên không lâu lắm, nhưng Liễu Linh Linh lại biết, Dương Bách Xuyên không phải loại người này, trái lại trong lòng người này còn rất truyền thống. Nếu Dương Bách Xuyên thật sự là loại người gặp phụ nữ đã cương lên thì có lẽ buổi tối hôm đó cô đã bị Dương Bách Xuyên ăn sạch rồi. Cho nên trong lòng Liễu Linh Linh thật sự rất tin tưởng Dương Bách Xuyên, ở trước mặt Dương Bách Xuyên cô có thể không đề phòng, không kiêng nể gì nói chuyện phiếm, cũng không cần giả bộ thục nữ chút nào, cô rất thích cảm giác này. Ha ha ha, đừng chỉ nói mà không làm được, cậu cứ đến đây xem nào. Mặt Liễu Linh Linh ra vẻ trêu chọc. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên tối sầm lại, Liễu Linh Linh, tôi nói cho cậu biết, đừng có đùa giỡn anh đây, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Bà đây cứ thích đùa giỡn với cậu đấy thì thế nào, ha ha, Liễu Linh Linh đắc ý cười to. Nhưng sau một khắc, cô lại cười không nổi nữa, bởi vì cô nhìn thấy Dương Bách Xuyên đứng dậy khỏi bàn trà. Mắt vừa nhìn chằm chằm cô vừa lại gần cô. Dương Bách Xuyên đừng tới đây, bà đây chỉ giỡn với cậu thôi. Liễu Linh Linh cuối cùng cũng hoảng hốt. Ha ha, ông đây nghiêm túc đấy, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết, hậu quả của việc trêu chọc chó độc thân nghiêm trọng đến mức nào. Dương Bách Xuyên cười ha ha nhào về phía Liễu Linh Linh. Hắc hắc, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết hậu quả của việc khiêu khích cậu độc thân là như thế nào. Dương Bách Xuyên cười hắc hắc nhào về phía Liễu Linh Linh. A, à, Liễu Linh Linh sợ đến nỗi thét chói tai, cô không ngờ Dương Bách Xuyên dám làm thật, trong lòng âm thầm than vãn, sớm biết như này thì đã không trêu chọc nữa rồi. Trong lòng cô hoảng hốt, lần này đùa hơi quá trớn rồi, cô muốn đẩy Dương Bách Xuyên ra nhưng toàn thân mềm nhũn, không có sức lực. Trong ngực như có những chú nai con đang chạy loạn, Liễu Linh Linh hoàn toàn bế tắc. Cô chỉ có thể hét lớn, Dương Bách Xuyên khốn khiếp, cậu buông tôi ra. Hắc hắc. Chính cậu trêu tôi trước, chúc mừng cậu đã thành công đánh thức người anh em của tôi rồi, chuẩn bị nhận hình phạt đi. Dương Bách Xuyên xấu xa cười một tiếng, sau đó hôn Liễu Linh Linh. Nhìn miệng Dương Bách Xuyên đang tiến lại gần thì trong đầu Liễu Linh Linh nổ ầm ầm, lúc này đầu óc cô trống rỗng, cô không biết làm thế nào. Hơi thở chiếm hữu của người đàn ông khiến thân thể Liễu Linh Linh nóng bừng, chân tay cũng trở nên mềm nhũn, mặt đỏ ửng, cô dứt khoát nhắm hai mắt lại. Nhưng mấy giây sau cô liền cảm nhận được có gì đó không đúng, sao tên khốn Dương Bách Xuyên này lâu như vậy còn chưa hôn mình. Cái tên khốn kiếp này, hôn thì hôn luôn đi còn để cô thấp thỏm trong lòng. Thời điểm chuẩn bị mở mắt ra thì có một âm thanh thanh thúy truyền đến bên tai, ngay sau đó toàn thân Liễu Linh Linh run lên, thân thể căng thẳng lúc trước trong nháy mắt liền thả lỏng. Bụp, mông cô bị Dương Bách Xuyên vỗ một cái. Muốn chiếm tiện nghi của tôi á, cậu không có cửa đâu. Tấm thân này là để dành cho vợ tương lai của tôi, không phải ai cũng có thể tùy tiện đựng vào người anh em của tôi đâu. Cái tát này là sự trừng phạt cho cậu khi dám khiêu khích người anh em của tôi. Ha ha, Dương Bách Xuyên cười đều. Thật ra thì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi anh cũng muốn ăn Liễu Linh Linh. Cô gái này thật đáng ghét, 5 lần 7 lượt khiêu khích sức chịu đựng của đàn ông, không dạy dỗ cô một chút thì cô sẽ còn tiếp tục. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng không phải con người tùy tiện, anh là một chàng trai rất truyền thống. Anh chỉ hù dọa Liễu Linh Linh một chút thôi, nếu làm thật thì anh cũng không xuống tay được cho nên mới vỗ mông Liễu Linh Linh sau đó lui về. Nhìn thấy sắc mặt Liễu Linh Linh trở nên trắng bệch thì Dương Bách Xuyên cũng biết cô gái này chỉ được cái mạnh mồm mà thôi. Nghe được tiếng cười đắc ý của Dương Bách Xuyên, Liễu Linh Linh thở phào nhẹ. Nhõm nhưng trong lòng lại có cảm giác mất mát. Sau khi ngồi dậy cô chừng hai mắt nhìn Dương Bách Xuyên nói, tôi biết thừa là cậu bị gay mà. Một đại mỹ nữ nằm trên giường mà cũng không dám tới, hi hi. Cậu nói lại tôi nghe. Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn cô. Ôi, tôi vào nhà vệ sinh một chút. Liễu Linh Linh thấy Dương Bách Xuyên híp mắt thì trong lòng liền cảm thấy có điểm không lành. Lúc này cô cũng không dám mạnh miệng nữa, mượn cớ đi vào nhà vệ sinh để chuồn. Trong lòng Dương Bách Xuyên không nhịn được muốn cười, bình thường không phải gan của cậu rất lớn hay sao? Liễu Linh Linh coi như không nghe thấy gì. Cô nhanh chóng chui vào trong nhà vệ sinh. Mấy phút sau cô từ nhà vệ sinh đi ra, đi tới bề giường, bị Dương Bách Xuyên dọa sợ nên cô quyết định giữ khoảng cách với Dương Bách Xuyên. Vừa đi vừa hỏi, Dương Bách Xuyên khốn khiếp,
bao giờ có thể rửa thuốc trên mặt, ngứa quá. Phải đợi ít nhất nửa giờ nữa, ngứa tức là thuốc có hiệu quả. Dương Bách Xuyên liếc cô một cái nói. Được, bà đây chờ. Trong khi đang nói chuyện, Liễu Linh Linh cúi xuống gầm giường. Nhưng cô vừa mới cúi xuống thì liền thét chói tai, a dưới gầm giường của cậu có cái gì vậy? Liễu Linh Linh nhảy cẫng lên, chạy đến bên cạnh Dương Bách Xuyên ôm lấy cánh tay anh. Cánh tay bị Liễu Linh Linh ôm chặt, cảm nhận được sự mềm mại khiến Dương Bách Xuyên tâm viên ý mãn, nhẹ đẩy cô ra và nói, đừng sợ, đó là sủng vật của tôi. Chít chít, quả nhiên con trồn vừa mới chui vào gầm giường. Liễu Linh Linh nhìn thủ phạm chui ra từ gầm giường, hóa ra là một con trồn ngốc nghếch đáng yêu, nhìn dáng vẻ của nó khiến nỗi sợ ban nãy của cô bay mất tiêu, trong mắt phát ra ánh sáng, chu choa, sủng vật của cậu thật đáng yêu. Vừa nói cô vừa đi tới gần con trồn, làm bộ muốn ôm nó. Dương Bách Xuyên hoảng sợ, vừa định lên tiếng nhắc nhở cô đừng đụng vào nó, mặc dù con trồn hiểu tiếng người nhưng nó là một loài động vật hoang dã, móng vuốt sắc bén của nó Dương Bách Xuyên đã từng thấy. Ngộ nhỡ con trồn cào vào mặt Liễu Linh Linh thì coi như xong đời. Đừng đụng vào nó. Vừa dứt lời thì Liễu Linh Linh đã ôm con trồn vào trong lòng. Điều khiến Dương Bách Xuyên bất ngờ chính là con trồn không hề phản kháng, nó mặc cho Liễu Linh Linh ôm lấy mình, còn rất hưởng thụ sự vuốt ve của Liễu Linh Linh. Dương Bách Xuyên, cậu mua con trồn ngốc nghếch đáng yêu này ở đâu vậy, thật là đáng yêu quá đi, tôi cũng muốn mua. Nói xong lại nhìn vào con trồn, cậu cũng không để ý đến nó một chút, nhìn xem trên người nó toàn bụi bặm, để tôi tắm cho nó. Sau khi nhìn thấy con trồn, Liễu Linh Linh chuyển sang chế độ lầm bầm lầu bầu, cô không hỏi Dương Bách Xuyên và con trồn có muốn hay không mà đã bế con trồn vào phòng tắm để tắm cho nó. Dương Bách Xuyên lắc đầu một cái, anh cũng không để ý nữa, miễn là con trồn không tấn công cô. Một lúc sau Liễu Linh Linh ôm con trồn bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cô đã tắm sạch sẽ, hong khô lông cho con trồn. Bây giờ thì tốt rồi, toàn thân thơm ngát thật là tốt biết bao. Nếu không thì mày đi theo tao đi, cái tên khốn khiếp Dương Bách Xuyên không chăm sóc tốt cho mày thì để tao. Liễu Linh Linh ôm con trồn và hôn nó một cái, sau đó nhìn Dương Bách Xuyên nói, này Dương Bách Xuyên, tên con trồn này là gì? Tôi vẫn chưa đặt tên, Dương Bách Xuyên thản nhiên nói. Nếu nó vẫn chưa có tên vậy thì tôi đặt tên cho nó nhé. Liễu Linh Linh nói. Dương Bách Xuyên không thèm để ý chút nào nói, sao cũng được. Liễu Linh Linh ôm con trồn suy nghĩ một hồi rồi nói, con trồn này ngốc nghếch đáng yêu, tắm xong toàn thân có mùi thơm, hay là gọi nó là Hương Hương được không? Dù sao nó cũng là con cái nên gọi là Hương Hương cũng thích hợp. Dương Bách Xuyên nhìn cô một cách kỳ lạ, ha ha, Liễu Linh Linh, làm sao cậu biết nó là giống cái? Cậu xem qua rồi hay sao? Ghê quá! Dương Bách Xuyên, cậu, mặt Liễu Linh Linh đỏ bừng, ngay sau đó nói, tôi chỉ vô tình nhìn thấy khi đang tắm cho Hương Hương thôi, cũng không phải tôi cố ý nhìn. Giọng của Liễu Linh Linh nhỏ dần. Ha ha ha, nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Liễu Linh Linh, Dương Bách Xuyên cười nói, được rồi, nói đùa thôi, Hương Hương cũng được, cái tên này rất dễ nghe. Hai người quyết định đặt tên cho con trồn là Hương Hương. Chừng nửa giờ trôi qua, Dương Bách Xuyên nói với vẻ mong đợi. Đi vào phòng tắm và rửa sạch thuốc trên mặt để xem hiệu quả như thế nào. Nghe được những lời của Dương Bách Xuyên, Liễu Linh Linh vội vàng đặt Hương Hương lên giường và nói, đúng, đúng, suýt nữa thì tôi quên mất. Nói xong cô liền chạy vào phòng tắm, cô rất quan tâm đến khuôn mặt mình. Dương Bách Xuyên muốn xem hiệu quả của chú nhan đan mà mình điều chế ra nên cũng đi theo cô vào nhà vệ sinh, anh nhìn Liễu Linh Linh hấp ta hấp tấp. Lúc này, thứ đầu tiên mà Dương Bách Xuyên nhìn thấy chính là cái mông đang cúi xuống của Liễu Linh Linh. Tiếng nước chảy rào rào vang lên. Một lúc sau Lien nghe thấy tiếng thét chói tai của Liễu Linh Linh, a. Âm thanh có thể đâm thủng màng nhĩ khiến Dương Bách Xuyên bừng tỉnh, vội vàng rời tầm mắt khỏi mông Liễu Linh Linh. Thoạt nhìn vẻ mặt của Liễu Linh Linh, Dương Bách Xuyên liền bật cười. Tác dụng của chú nhan đan vượt quá sự mong đợi của anh, một hiệu ứng thẩm mỹ tốt đến bất ngờ. Người vui mừng nhất là Liễu Linh Linh, cô nhìn chằm chằm mình trong gương, không thể tin vào mắt mình, những mụn nhọt trên mặt đã biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết gì, làn da của cô trở nên nhẵn nhụi hơn bình thường rất nhiều. Liễu Linh Linh biết đây là hiệu quả mà trước kia cô dùng bao nhiêu mỹ phẩm cũng không thể đạt đến, nhưng bây giờ muốn nhẵn nhụi có nhẵn nhụi, muốn đàn hồi có đàn hồi. Những mụn nhọt khiến cô phiền muộn rất nhiều ngày đã biến mất,
cô lấy lại được sự tự tin vốn có của mình, khoa khôi trường học Liễu Linh Linh có thể đi học trở lại rồi. Khỏi phải nói lúc này Liễu Linh Linh vui vẻ đến mức nào, cô biết tất cả những công lao này đều thuộc về Dương Bách Xuyên. Niềm vui khi mụn nhọt biến mất khiến cô hét lên vì phấn khích, cô lao về phía Dương Bách Xuyên và hôn chụt vào môi. Ha ha ha, Dương Bách Xuyên, tôi yêu cậu chết đi được. Bây giờ mụn nhọt phiền phức hành hạ bà đây mấy ngày không ngủ đã biến mất rồi, cậu thật tuyệt, ha ha. Liễu Linh Linh ôm lấy Dương Bách Xuyên kích động không thôi. Nhưng người nào đó đã đỏ bừng mặt, đây là lần thứ hai anh được một cô gái hôn môi. Anh chợt nhớ tới ngày đó ở công viên khi mình nhặt được bình càn khôn thì dần dần chìm xuống hồ, khi đó nữ thần Triệu Nam đã tới cứu mình, lần đó Triệu Nam chỉ hô hấp nhân tạo cho anh nhưng cũng coi như cướp đi nụ hôn đầu của anh rồi. Nghĩ đến việc Triệu Nam đã cứu mình, tâm trí của Dương Bách Xuyên chỉ toàn hình dáng của cô ấy, đuổi cũng không đi. Có lẽ anh bị cô cướp đi nụ hôn đầu nên mới có cảm tưởng sâu sắc như vậy. Lúc này, Liễu Linh Linh đột nhiên kích động hôn Dương Bách Xuyên một cái đã khôi phục lại tinh thần, hình như, mình hơi kích động quá, sao lại ôm tên Dương Bách Xuyên khốn kiếp kia. Quan trọng hơn là hình như mình vừa mới trao nụ hôn đầu cho tên khốn này rồi sao? Trời ơi, mày đã làm gì vậy Liễu Linh Linh? Mặc dù chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng đó là nụ hôn mà cô đã giữ 21 năm rồi. Liễu Linh Linh than khóc trong lòng, nhanh chóng buông Dương Bách Xuyên ra. Sững sờ tại chỗ. Dương Bách Xuyên nhìn sắc mặt kỳ lạ của Liễu Linh Linh liền không nhịn được hỏi, này, Liễu đại tiểu thư, là tôi bị chiếm tiện nghi chứ có phải cậu đâu mà cậu ngây ra đó hả? Sau khi nói xong anh không ngờ Liễu Linh Linh sẽ nói một câu khiến anh muốn hộc máu và hóa đá, trên mặt anh đầy những vạch đen. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.